Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Biếu thấy hay nhớ cho mình một đăng ký kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 278, chân chính đại thu hoạch. Ta thật không có lừa ngài. Ám ma tà thần hồ linh hồn xuất hiện tại Tô Dật khí phủ bên trong, đầy mắt cầu khẩn nhìn xem Tô Dật. Mà Tô Dật nghe được ám ma tà thần hồ, hơi hơi cảm thụ một phen. Hắn quả thật có thể cảm nhận được, cái này ám ma tà thần hồ linh hồn, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, cái này ám ma tà thần hồ liền sẽ triệt để biến mất. Nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Dật nhìn xem xuất hiện tại khí phủ bên trong ám ma tà thần hồ linh hồn, một mặt đạm mạc hỏi. Ám ma tà thần hồ nghe được lời này của Tô Dật, mở miệng giải thích, chủ nhân, ta khỏa này yêu đan, gọi là tà thần châu. Kỳ thực, bên trong bao hàm 6 loại thuộc tính, tà ác, hắc ám, phong, lôi điện, không gian, thời gian lục đại thuộc tính. Chỉ bất quá, tà ác cùng hắc ám cùng phong thuộc tính, hiện tại đã dung nhập vào trong thân thể của ngươi. Về phần lôi điện, không gian cùng thời gian cái này tam đại thuộc tính, quá mức cường đại, không có bị ngài một lần hấp thu. Nếu như linh hồn của ta tiêu tán, trong tà thần châu không gian cùng thời gian cùng lôi điện cái này tam đại thuộc tính liền sẽ triệt để hỗn loạn bạo tạc. Tại ngài thể nội tạo thành một cái bão táp thời không, cho dù là thần, cũng sẽ bởi vậy biến mất. Tất cả thuộc tính bên trong, thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính là cường đại nhất, cũng là thần bí nhất cùng không thể khống chế. Nguyên cớ, làm hai loại thuộc tính nếu như dung hợp lại cùng nhau, xuất hiện bạo loạn, hình thành thời không loạn lưu, cho dù là thần tới, cũng sẽ chết. Càng chưa nói, là tại trong cơ thể của ngươi tạo thành bạo loạn. Tô Dật nghe được lời này của ám ma tà thần hổ, rơi vào trong trầm mặc, đang suy tư ám ma tà thần hổ theo như lời nói. Thiên mộng, là như vậy phải không? Tô Dật theo chính mình khí phủ bên trong rút khỏi, đi tới thế giới tinh thần của mình nhìn xem Thiên Mộng mở miệng hỏi. Thiên Mộng nghe được lời này của Tô Dật, cũng nghe đến Tô Dật cùng ám ma tà thần hồ đối thoại. Thiên Mộng suy tư một chút, nhìn xem Tô Dật, một mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, không sai, Tô tiểu tử, cái ám ma tà thần hồ này nói rất đúng. Nếu là thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính thực tại trong cơ thể của ngươi bạo phát hỗn loạn, đừng nói là ngươi, coi như ngươi hiện tại thành thần, cũng sẽ bởi vậy thần hồn câu diệt. Tô Dật nghe được lời này của Thiên Mộng, hai tròng mắt co rụt lại. Đã như vậy, liền lưu gia hỏa này một mạng. Tô Dật nói tới chỗ này, hai mắt hơi hơi nheo lại, cuối cùng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói tới chỗ này, Tô Dật theo thế giới tinh thần của mình bên trong lui ra ngoài. Nhìn xem ám ma tà thần hổ trên mình trôi nổi ra hồn hoàn màu đen, trong ánh mắt của Tô Dật lộ ra thật sâu khinh thường. Chỉ là một mai đến gần 10 vạn năm hồn hoàn mà thôi, còn chưa trở thành 10 vạn năm, trọn vẹn không có bất kỳ tác dụng. Ngay tại Tô Dật muốn buông tha mai này hồn hoàn thời điểm, ám ma tà thần hổ âm thanh xuất hiện khắp nơi trong đầu của Tô Dật. Chủ nhân, tuy là ta biết mai này hồn hoàn khả năng đối ngươi tăng lên không có quá lớn trợ giúp. Nhưng mà, chủ nhân, nếu như ngươi có mai này hồn hoàn, liền có thể tốt hơn khống chế ta cái này lục đại thuộc tính. Cái này đối ngươi trợ giúp, so 10 vạn năm trở lên hồn hoàn, cũng mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Tô Dật nghe được lời này của ám ma tà thần hổ, nhìn xem ám ma tà thần hổ trên mình trôi nổi ra màu đen, sắp chuyển biến thành màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn, ánh mắt lộ ra suy tư. Chủ nhân, tin tưởng ta, người hấp thu ta mai này hồn hoàn, tuyệt đối có thể cho ngươi một cái kinh hỉ. Tô Dật nghe được lời này của ám ma tà thần hổ, đối ám ma tà thần hổ trên mình trôi nổi ra hồn hoàn trực tiếp hấp dẫn đến trên người mình. Theo ám ma tà thần hổ mai này hồn hoàn rơi vào trên người hắn, theo đạo lý tới nói, loại này liền 10 vạn năm hồn hoàn đều không có đạt đến tới đến vạn năm hồn hoàn, cũng liền thời gian một hơi thở liền có thể triệt để hấp thu dung hợp. Thế nhưng, hiện tại, ám ma tà thần hổ mai này hồn hoàn, rõ ràng để hắn trọn vẹn hấp thu một chén trà thời gian, rõ ràng còn không có triệt để dung hợp. Khiến Tô Dật đối với kế tiếp thu hoạch, ôm lấy càng lớn mong đợi. Thời gian vẫn còn tiếp tục, hiện tại, đây đã là Tô Dật từ lúc trở thành hồn đấu la sau đó, hấp thu hồn hoàn dài nhất một cái. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian trôi qua, Tô Dật mới triệt để hấp thu dung hợp. Làm Tô Dật hấp thu dung hợp ám ma tà thần hổ mai này hồn hoàn sau đó, ám ma tà thần hổ mai này hồn hoàn tại trên mình Tô Dật trực tiếp biến thành xanh đen đỏ ba loại màu sắc hồn hoàn.
Tô Dật nhìn thấy trên mình trôi nổi mai này hồn hoàn, cả người đều choáng váng. Đây không phải 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm hồn hoàn, cũng không phải 10 vạn năm cùng 100 vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Mai này tam sắc hồn hoàn, là một loại độc lập tồn tại hồn hoàn, căn cứ Tô Dật bản thân hiểu rõ, mai này hồn hoàn cũng liền có thể đạt tới 10 vạn năm cấp bậc trở lên. Là mai này hồn hoàn xuất hiện sau đó, Tô Dật sau lưng rõ ràng xuất hiện ám ma tà thần hồ. Nhìn xem trên mình trôi nổi ra mai này tam sắc hồn hoàn sau đó, Tô Dật nhìn một chút nguyên bản tồn tại hắn khí phủ bên trong tà thần châu. Nhìn thấy tà thần châu biến mất, Tô Dật liền hiểu, vì cái gì chính mình mai này hồn hoàn, lại là ba loại màu sắc. Vì cái gì, mai này hấp thu hồn hoàn thời gian, rõ ràng dùng mai này thời gian dài. Nhìn tới, tại hắn hấp thu ám ma tà thần hồ trên mình mai này hồn hoàn thời điểm. Tồn tại trong thân thể của hắn tà thần châu đã cùng ám ma tà thần hồ hồn hoàn triệt để dung hợp, mà xuất hiện tại sau lưng hắn ám ma tà thần hồ, Tô Dật cũng có thể cảm nhận được, gia hỏa này tồn tại trạng thái, cùng tuyết đế đồng dạng, đều là loại kia độc nhất vô nhị tồn tại. Hơn nữa, quan trọng nhất là, rõ ràng cho dù hấp thu một mai trăm vạn năm cấp bậc trở lên hồn hoàn, đều không nhất định có thể giúp hắn nâng cao cấp 1. Nhưng mà, hắn hấp thu ám ma tà thần hổ mai này hồn hoàn sau đó, bản thân hồn lực đẳng cấp, rõ ràng tăng lên tới cấp 98, lập tức liền muốn đột phá đến cấp 99. Nhìn tới, hấp thu xong đế thiên hồn hoàn, tại hấp thu một mai 30 vạn niên cấp đừng trở lên hồn thú hồn hoàn, là hắn có thể trở thành cấp 99 tuyệt thế đấu la. Thời khắc này Tô Dật, tâm tình là dị thường tốt. Hắn thật không nghĩ tới, cái này ám ma tà thần hổ rõ ràng mang cho hắn thu hoạch rõ ràng to lớn như thế. Nghĩ đến đường này, Tô Dật nhìn xem ám ma tà thần hổ mở miệng hỏi, người cái này vẫn chưa tới 10 vạn năm cấp bậc trở lên hồn hoàn, rõ ràng có thể trợ giúp ta tăng lên một cấp, cũng thật là không thể tưởng tượng nổi. Ám ma tà thần hổ nghe được lời này của Tô Dật, càng là khiếp sợ nói, chủ nhân, thật không nghĩ tới, ngài rõ ràng có thể cường đại đến loại tình trạng này. Ta bản thân hồn hoàn cũng không có quá mạnh năng lượng, tất cả năng lượng đều hội tụ ở trong tà thần châu. Ta khỏa tà thần châu này, thế nhưng mang theo tà thần thần lực. Vốn cho là lại trợ giúp chủ nhân một lần hành động trở thành tuyệt thế đấu la, thậm chí nửa bước thành thần. Thế nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng, ta mai này tà thần châu, rõ ràng mới giúp chủ nhân tăng lên một cấp hồn lực. Tô Dật nghe được lời này của ám ma tà thần hổ. Khẽ cười nói, nhìn như vậy tới, cũng không tệ. Ám ma tà thần hổ nghe được lời này của Tô Dật, nhìn vẻ mặt ý cười Tô Dật, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Người khác không biết rõ tà thần châu lợi hại, nhưng mà, xem như ám ma tà thần hổ hắn, như thế nào lại không biết tà thần châu cường đại. Chẳng trách lúc trước thi triển sinh tử lôi đài thời điểm, nó nguyên bản toàn thịnh thời kỳ tiến vào, thế nhưng tiến vào sinh tử trong võ đài thời gian nó, thân thể cũng theo đó thu nhỏ. Nhìn tới, đây chính là chủ nhân chỗ cường đại. Đấu LA chi song thương tuyệt thế. Chương 279, Tô Dật, chủ thượng, tổ long người hầu. Theo Tô Dật hấp thu xong ám ma tà thần hổ hồn hoàn sau đó, Tô Dật bản thân đẳng cấp cũng đi tới cấp 98. Chỉ cần tại hấp thu đế thiên hồn hoàn, hắn hồn lực đẳng cấp nhất định có thể đột phá đến cấp 99 tuyệt thế đấu la. Có vẻ như, đến hiện tại, đều đã trở thành cấp 98 siêu cấp phong hào đấu la, còn không có thuộc về mình phong hào. Không có phong hào sao? Tô Dật nghĩ tới đây, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cái này phong hào, không cần cũng được. Một cái phong hào mà thôi, chẳng qua là một loại danh xưng. Chết ở trong tay hắn phong hào đấu la, cũng không phải không có. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là đi săn bắt đế thiên cái hồn hoàn này. Hy vọng gia hỏa này trên mình, có thể cho hắn xuất hiện một cái thân cây hồn cốt, cứ như vậy, trên người hắn hồn cốt, liền toàn bộ đầy đủ hết. Nghĩ tới đây, Tô Dật trực tiếp hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu bay đi. Không đến thời gian mấy hơi thở, Tô Dật liền đã xuất hiện tại tinh đấu đại xâm lâm trung tâm chỗ sâu trên không. Đế thiên, ta tới tìm ngươi. Tô Dật nhìn phía dưới cái kia lít nha lít nhít hồn thú, nhìn xem cái kia đứng ở mấy vị 10 vạn năm phía trước hồn thú nam nhân, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đế thiên nhìn thấy xuất hiện tại không trung Tô Dật, hai tròng mắt bỗng nhiên núp ở một chỗ. Ngươi là ai?
Đế Thiên tại trên mình Tô Dật cảm nhận được thập phần cường đại huyết mạch uy áp, cỗ này huyết mạch uy áp chính là bắt nguồn từ Tô Dật trên mình. Đế Thiên nhìn xem Tô Dật cái kia phía sau đỏ lam long rực, tại nhìn xem đỉnh đầu Tô Dật sinh ra sừng rồng. Thân là trong cái tinh đấu đại xâm lâm này chân chính bá chủ hắn, rõ ràng không dám nhìn thẳng Tô Dật cặp kia đỏ lam hai con ngươi. Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, khẽ cười nói, ta là ai? Ta là tới lấy hồn hoàn người. Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, nội tâm phảng phất bị đồ vật gì nắm chặt đồng dạng, nhìn xem trong hai mắt của Tô Dật, tràn đầy cảnh giác. Hắn thật không nghĩ tới, một cái nhân loại trên mình, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được cường đại như thế huyết mạch uy áp. Nếu muốn biết, loại trừ vị kia bên ngoài, tại không ai có thể mang cho hắn huyết mạch bên trên uy áp. Hơn nữa, cho dù là vị kia, cũng không có khả năng cho hắn khủng bố như thế cảm giác áp bách. Nghĩ tới đây, Đế Thiên nhìn xem bay ở không trung Tô Dật, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng ngưng trọng hỏi, trên người của ngươi, vì sao lại có long thần khí tức? Long thần, Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngươi cảm thấy thế nào? Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, hơi sững sờ. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, Tô Dật thế mà lại như vậy trả lời. Đế Thiên nhìn xem Tô Dật, trầm mặc một hồi, theo sau nhìn xem Tô Dật mở miệng hỏi, chẳng lẽ, ngươi là long thần chuyển thế? Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, lập tức bật cười. Cái này cùng ta để ngươi trở thành ta hồn hoàn, có quan hệ sao? Đế Thiên nghe lời này, con ngươi bỗng nhiên núp ở một chỗ. Còn không chờ Đế Thiên trả lời, những cái kia đứng ở trước người Đế Thiên 10 vạn năm trở lên hồn thú nhộn nhịp đối Tô Dật gào thét. Cuồng vọng nhân loại, ngươi đây là đang tìm cái chết. Rõ ràng còn muốn để lão đại của chúng ta trở thành ngươi hồn hoàn, nhìn chúng ta đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tô Dật nghe được cái này vài đầu 10 vạn năm trở lên hồn thú gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Oanh, một tiếng, theo trên mình Tô Dật nháy mắt bộc phát ra một loại kinh thiên hồn lực. Theo cỗ hồn lực này bạo phát, những cái kia tại tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu hội tụ 10 vạn năm trở xuống hồn thú, toàn bộ bởi vì Tô Dật trên mình bộc phát ra hồn lực, mà xuống nằm sấp trên mặt đất, lạnh run. Mà những cái kia 10 vạn năm trở lên hồn thú, cũng bởi vì Tô Dật trên mình thả ra hồn lực, mà sững sờ tại chỗ. Ta cảm thấy, các ngươi còn không có nhận rõ sự thật. Theo Tô Dật một tiếng này nhẹ nhàng lời nói hạ xuống, theo trên người hắn lần nữa phóng xuất ra sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực vừa ra, phương viên mấy ngàn thước bên trong, toàn bộ bị nhuộm thành huyết sắc. Này huyết sắc không gian, nháy mắt đem tất cả hồn thú đều bao phủ ở bên trong. Theo sát thần lĩnh vực phóng thích, lần này, tại bên cạnh Đế Thiên mấy vị 10 vạn năm trở lên hồn thú, đều nằm sấp trên mặt đất. Mà Đế Thiên cũng theo đó quỳ ở trước mặt Tô Dật, nhìn xem trong mắt Tô Dật tràn ngập cung kính. Bởi vì, tại Tô Dật bạo phát trên mình hồn lực sau đó, Tô Dật trên mình long mạch lực lượng, cũng thay đổi đến càng thuần khiết lên. Chỉ là theo Tô Dật trên mình thả ra long mạch lực lượng, liền có thể để Đế Thiên, không dám động thủ, cũng không cách nào động thủ. Cái này, liền là đến từ long tộc, huyết mạch bên trên áp chế. Liền Ngân Long Vương Điện Hạ, cùng vị này so ra, huyết mạch đều không có hắn 1/10 nồng đậm. Nghĩ tới đây, trong mắt Đế Thiên càng là tràn ngập hoảng sợ. Cái này sao có thể? Tô Dật nhìn xem đối với hắn quỳ xuống Đế Thiên, lạnh nhạt nói, ta hiện tại, cần ngươi trở thành ta hồn hoàn, tất nhiên, là loại trí tuệ hồn hoàn kia. Tô Dật lời này vừa nói ra, Đế Thiên mộng, ngoặc kép, Thiên mộng, đi ra gặp một lần lão bằng hữu của ngươi. Theo Tô Dật vừa nói xong, Thiên Mộng nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Tô Dật, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Đế Thiên, trong mắt tràn ngập lửa giận, lão vương bát đản, chúng ta lại gặp mặt. Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem trong mắt Thiên Mộng tràn ngập lửa giận, ta nói ngươi cái tên này chạy đi đâu rồi, nguyên lai chạy đến chủ thượng bên người. Chủ thượng, Thiên Mộng nghe được lời này của Đế Thiên, không có mắng Đế Thiên, ngược lại sững sờ. Đế Thiên nhìn xem sững sờ Thiên Mộng, nhìn xem trong mắt Thiên Mộng tràn ngập khinh thường, người cái phế vật này, vẫn là trước sau như một hảo vận. Chó ngáp phải ruồi thành 100 vạn năm hồn thú, hiện tại, có theo chủ thượng bên cạnh. Bởi vì chủ thượng trên mình long mạch lực lượng là mạnh nhất, đã hoàn toàn có thể sánh ngang long thần, thậm chí, so long thần đại nhân trên mình long mạch lực lượng còn muốn nồng đậm. Đế Thiên nói long thần thời điểm, trong mắt mang theo từng tia sùng bái,
nhìn xem trong mắt Tô Dật, tràn đầy cuồng nhiệt nói, đã từng, Long Thần Đại Nhân từng tiên đoán qua. Tại đại lục này bên trên, sẽ xuất hiện một vị khôi phục ta Long tộc huy hoàng người. Hơn nữa, Long Thần Đại Nhân nói, người kia, liền là Tổ Long Đại Nhân người hầu, trên người hắn có long mạch lực lượng, thế nhưng so Long Thần Đại Nhân trên mình long mạch lực lượng, còn cường đại hơn. Thật không nghĩ tới, thật để ta đợi đến. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thiên Mộng cùng Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhộn nhịp nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng im lặng. Cái này đều không phải đâu, thế nào đột nhiên kéo tới nơi này? Người cái phế vật, trụ thượng nói trí tuệ hồn hoàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Thiên Mộng nghe được lời này của Đế Thiên, đầu tiên là im lặng, theo sau nhìn xem Đế Thiên, phảng phất như một cái mèo bị giẫm đuôi, nháy mắt sù lông, người cái lão vương bát đản, người nói ai là phế vật. Lão tử cho dù là phế vật, cũng thành trăm vạn năm. Mà người đây, liền trăm vạn năm tu vi đều không có, người liền phế vật cũng không bằng. Ta liền phế vật cũng không bằng, lão tử nếu là có trăm vạn năm trở lên tu vi. Phi, loại trừ trụ thượng, cho dù ta hiện tại không có trăm vạn năm trở lên tu vi, tại đại lục này, cũng vô địch thủ. Người chỉ bất qua chó ngáp phải ruồi, chỉ có một thân hồn lực phế vật. Chương 280, Đế Thiên trợn tròn mắt, dày biến 10 vạn cái vì cái gì? Người chỉ bất qua chó ngáp phải ruồi, chỉ có một thân hồn lực phế vật. Quỳ ở trước mặt Tô Dật Đế Thiên, nhìn xem trong mắt Thiên Mộng, tràn đầy khinh thường. Lão vương bát đản, người CMN nói ai là phế vật? Xuất hiện tại Tô Dật bên người Thiên Mộng nghe được lời này của Đế Thiên, nổi trận lôi đình. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đế Thiên nhìn xem nổi trận lôi đình Thiên Mộng, càng là khinh thường nói, nói liền là ngươi cái phế vật này. Ngươi nếu có gan thì đừng trở thành Tô tiểu tử hồn hoàn. Chủ thượng, ngươi sao có thể thu loại người này, trở thành ngươi hồn hoàn, đây quả thực là đối với ngài vũ nhục. Không cần phải nói, Đế Thiên đều biết trong miệng Thiên Mộng Tô tiểu tử, liền là tại nói trước mắt hắn cái nam nhân này. Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, tại nhìn xem trước mặt Đế Thiên cùng Thiên Mộng, khóe miệng không ngừng co quắp. Tô Dật thế nào đều không nghĩ tới, Thiên Mộng cùng Đế Thiên hai người này gặp mặt sau đó, thế mà lại phát triển thành trước mắt cái bộ dáng này. Đã nói xong tinh đấu bá chủ đây, đã nói xong đấu la đại lục thần phía dưới, cao thủ mạnh nhất đây. Thế nào gia hỏa này nhìn thấy sau này mình, không có cùng hắn mở ra chiến đấu, còn mơ hồ liền thành gia hỏa này chủ thượng. Nhất chọc cười chính là, gia hỏa này cùng Thiên Mộng gặp gỡ sau đó, ầm ĩ đến túi bụi. Nhìn hai người này bộ dáng, hai người bọn họ quả thực liền là tương ái tương sát, bọn hắn mới là chân ái a. Tại Tô Dật tại nơi này suy nghĩ thời điểm, Thiên Mộng cùng Đế Thiên hai người còn tại không ngừng đánh lấy miệng pháo. Tốt, đừng cho ta ầm ĩ. Tô Dật nhìn xem ầm ĩ túi bụi hai người, tức giận quát lên. Đế Thiên cùng Thiên Mộng hai người nghe được lời này của Tô Dật, nháy mắt im miệng. Đối với Đế Thiên tới nói, trước mặt Tô Dật liền là hắn chủ thượng. Chủ thượng theo như lời nói, liền là mệnh lệnh, vô hại mệnh lệnh. Mà đối với Thiên Mộng tới nói, hắn biết, Tô Dật đây là nổi giận. Tô Dật nếu là nổi giận, hậu quả kia, nhưng là không ổn. Nhìn xem hai người nhộn nhịp im miệng, Tô Dật cuối cùng cảm giác xung quanh biến đến an tĩnh lại. Đối với chung quanh những cái này hồn thú tới nói, bọn hắn trước mắt cái này không ai bì nổi bá chủ Đế Thiên, tại trước mặt người đàn ông này, rõ ràng cũng cúi đầu xưng thần. Mà sợ hãi nhất, không phải những cái này vạn năm ngàn năm hồn thú, mà là một mực đi theo Đế Thiên những cái này bộ hạ cũ. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, Đế Thiên thế mà lại gọi cái nam nhân này là chủ thượng. Chẳng trách, cái nam nhân này trên mình phóng thích ra hồn lực, có thể mang cho bọn hắn to lớn như thế cảm giác áp bách. Gọi những gia hỏa này đều lui ra đi. Tô Dật nhìn xem hội tụ tại tinh đấu đại xâm lâm trung tâm những cái này hồn thú, đối Đế Thiên khoát tay áo. Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, đứng dậy đối hội tụ tại tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu hồn thú vung tay lên, tất cả giải tán đi. Hống, những cái này hội tụ tại tinh đấu đại xâm lâm trung tâm các hồn thú, nghe được lời này của Đế Thiên, nhộn nhịp thối lui. Lão đại, chúng ta, trong đó, cái kia nhức đầu cây hồn thú, nhìn xem Đế Thiên, mở miệng buồn bực hỏi đến. Đế Thiên nghe được đầu hồn thú này lời này,
khẽ cười nói, yên tâm, các ngươi ngay tại bên ngoài trông coi. Nơi này, có chủ thượng tại nơi này, ta tin tưởng chủ thượng, so tin tưởng vị đại nhân kia, còn phải tin tưởng. Đúng, lão đại, những cái này hồn thú nghe được lời này của đế thiên, nhộn nhịp thối lui. Đế thiên, một vị người mặc màu xanh biếc váy dài cao quý mỹ nữ nhìn xem trong mắt đế thiên tràn đầy phức tạp. Đế thiên nhìn xem vị này cao quý mỹ nữ, đối nàng mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không chết. Vị này người mặc màu xanh lá váy dài nữ nhân nghe được lời này của đế thiên, vô cùng phức tạp nhìn xem Tô Dật, đối Tô Dật hơi hơi cúi đầu, mời chủ thượng không nên thương tổn đế thiên, bích cơ tại nơi này, cảm ơn chủ thượng. Người mặc xanh nhóm nữ tử đối Tô Dật hơi hơi cúi đầu sau đó, chậm chậm thối lui. Tô Dật nhìn xem rời đi nữ tử, hơi sững sờ, vị này là. Đế thiên nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem Tô Dật khẽ cười nói, chủ thượng, vị này là tại hạ lão bà. Lão bà, Tô Dật không nghĩ tới, đế thiên thế mà lại như vậy giới thiệu chính mình phối ngẫu, rõ ràng còn như vậy văn nhã, dùng nhân loại từ ngữ. Chủ thượng, có vấn đề sao? Đế thiên nhìn xem hơi hơi sừng sốt Tô Dật, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Dật nghe được lời này của đế thiên, cấp bách khoát tay áo, theo sau nhìn xem đế thiên khẽ cười nói, người đây, cũng không cần lo lắng trở thành ta hồn hoàn liền sẽ tử vong. Người trước tiên có thể nghe một thoáng, cái gì gọi là trí tuệ hồn hoàn. Tô Dật nói đến đây, nhìn xem phiêu phù ở bên người thiên mộng mở miệng nói ra, thiên mộng, người cùng đế thiên nói một thoáng, cái gì là trí tuệ hồn hoàn. Thiên mộng nghe được lời này của Tô Dật, một mặt không tình nguyện nhìn xem đế thiên mở miệng nói ra, trí tuệ hồn hoàn, liền là đem linh hồn của ngươi dung nhập vào trong hồn hoàn, vẫn như cũ bảo lưu lấy ý thức của mình. Nói thật lâu sau đó, thiên mộng mới cùng đế thiên nói xong cái gì là trí tuệ hồn hoàn, cùng trí tuệ hồn hoàn chỗ tốt. Làm đế thiên nghe xong thiên mộng lời này, nhìn xem trong hai mắt của Tô Dật tràn đầy thần thái cùng quang mang. Hơn nữa, hắn cũng có thể tin tưởng thiên mộng nói tới. Tựa như thiên mộng hiện tại xuất hiện cái dạng này, hắn liền đã xác định thiên mộng nói tới những lời này. Nhìn xem thiên mộng, trong đầu tại hồi tưởng đến thiên mộng nói những lời này, tại nhìn trước mắt Tô Dật, đế thiên 10 điểm vững tin, trước mắt Tô Dật, liền là tổ long sứ giả. Hắn, liền là mang theo bọn hắn long tộc, đi về phía huy hoàng người kia. Mà Ngân Long Vương Điện Hạ, cũng sẽ theo chủ thượng, một chỗ trở thành đỉnh phong tồn tại. Nghĩ tới đây, đế thiên nhìn xem trong mắt Tô Dật tràn đầy xúc động. Tốt, chủ thượng, ta liền trở thành ngài trí tuệ hồn hoàn. Nói tới chỗ này, đế thiên nhìn xem Tô Dật mở miệng hỏi, đúng rồi, chủ thượng, ngài còn thiếu hồn cốt sao? Tô Dật nghe được lời này của đế thiên, vừa ý gật đầu một cái. Hài tử này, liền là sẽ đến sự tình. Ân, ta hiện tại, trên mình còn thiếu một khối thân cây hồn cốt. Đế thiên nghe được lời này của Tô Dật. Nhìn xem Tô Dật nói, được rồi, chủ nhân, ta liền làm ngài ngưng kết thân cây hồn cốt. Nghe được lời này của đế thiên, Tô Dật cũng phóng xuất ra chính mình thứ hai võ hồn. Theo thứ hai võ hồn xuất hiện, đỏ lên, một vàng, đỏ lên, đỏ lên, đỏ lên, một vàng, một xanh đen đỏ bảy mai hồn hoàn tại trên mình Tô Dật chậm chậm chuyển động. Hơn nữa, theo xuất hiện, còn có tuyết đế hồn linh cùng ám ma tà thần hổ hồn linh. Tại hấp thu ám ma tà thần hổ hồn hoàn sau đó, cái kia thuộc về thâm hải ma kình vương trên mình, gần 1 triệu năm hồn hoàn, cũng theo đó tiến hóa thành 100 vạn năm. Đế thiên nhìn xem Tô Dật trên mình trôi nổi ra hồn hoàn, cả người đều choáng váng. Chủ thượng, cái này hồn hoàn màu vàng đại biểu 100 vạn năm, cũng liền là thiên mộng hồn hoàn. Cái kia cái thứ hai hồn hoàn màu vàng, là tới từ cái nào 100 vạn năm hồn thú a? Chẳng lẽ đại lục này còn có cái thứ 200 vạn năm hồn thú. Đế thiên nhìn xem Tô Dật trên mình xuất hiện hai cái hồn hoàn màu vàng, cả người hóa thành 10 vạn cái vì cái gì. Cuối cùng, nhìn xem Tô Dật trên mình trôi nổi cái kia cuối cùng một mai xanh đen đỏ tam sắc hồn hoàn, cả người cũng không biết nên nói những gì. Cái này tam sắc hồn hoàn, lại là cái gì a? Chương 281, hồn linh đế thiên, mạnh nhất tuyệt thế, cái này tam sắc hồn hoàn, lại là cái gì a? Làm đế thiên nhìn thấy Tô Dật trên mình xuất hiện cuối cùng một mai tam sắc hồn hoàn, cả người đều choáng váng. Chẳng lẽ, hiện tại thời đại này, đều lưu hành hồn hoàn nhuộm màu sao? Hơn nữa, một nhiễm liền là mấy cái màu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Là hắn cùng thời đại thoát quỹ, vẫn là hiện tại thời đại tiến bộ quá lớn, đào thải hắn. Tô Dật nhìn xem cái kia vô cùng ngạc nhiên đế thiên, nhu hòa nói, đây là ám ma tà thần hổ hồn hoàn, bởi vì gia hòa này tồn tại đặc thù, nguyên cớ hồn hoàn liền thành cái dạng này. Nói tới chỗ này, Tô Dật nhìn xem đế thiên tiếp tục nói, mai này hồn hoàn hồn lực, trên thực tế, cũng liền hơn 10 vạn năm. Đế thiên nghe được lời này của Tô Dật, nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, chủ thượng, sau lưng ngươi cái kia hai cái là cái gì ngoạn ứng a? Đế thiên nhìn thấy xuất hiện tại sau lưng Tô Dật hồn linh tuyết đế cùng ám ma tà thần hổ, ngu ngơ hỏi. Còn không chờ Tô Dật mở miệng, ám ma tà thần hổ một mặt lửa giận nhìn xem đế thiên mắng, ngươi CMN mới là ngoạn ứng, cả nhà ngươi đều là ngoạn ứng. Lão tử gọi ám ma tà thần hổ, là vĩ đại tà thần hậu duệ. Ngươi lại là cái tha gì, rõ ràng mắng lão tử là ngoạn ứng. Đế thiên nghe được lời này của ám ma tà thần hổ, nổi trận lôi đình trực tiếp hận trở về, lão tử là cái này tinh đấu đại xâm lâm bá chủ. Đường đường long thần hậu duệ, tà thần lại là cái thá gì? Kiếm chuyện có phải hay không, không phục đánh một chầu. Đánh một chầu liền đánh một kiện, lão tử còn sợ ngươi không được. Đế thiên nhìn xem tại phía sau Tô Dật, vô cùng kêu gào ám ma tà thần hổ, lửa giận cũng đã gần theo trong hai mắt lóe ra. Đế trưởng đại hàn vô tuyết, phiêu phù ở sau lưng Tô Dật tuyết đế nhìn xem cùng ám ma tà thần hổ cãi nhau đế thiên, tại đế thiên lúc mắng nàng, tuyết đế sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Nhìn xem chính ở chỗ này cùng ám ma tà thần hổ cãi nhau đế thiên, tuyết đế trực tiếp nắm lấy cơ hội, không nói hai lời, vọt thẳng đến trước người đế thiên, một trường đánh vào đế thiên trên ngực. Phanh, một tiếng, trên mình đế thiên nháy mắt phủ đầy hàn băng, cả người bị đông thành một cái tượng băng. Bay ngược ra ngoài. Tốt, tuyết đế, dừng tay a. Tô Dật nhìn xem đế thiên bị tuyết đế một trường đánh bay, trong tay tuyết đế đã xuất hiện lạnh kiếm. Xem ra, là muốn cho đế thiên tới cái kích thứ hai bổ đao. Tuyết đế nghe được lời này của Tô Dật, hung tợn nhìn xem phá băng mà ra đế thiên, phiêu phù ở Tô Dật sau lưng lạnh lùng nhìn đối phương. Đế thiên bị tuyết đế một trường này đều đánh hôn mê rồi, cái này. Đây cũng là cái gì ngoạn ứng. Thế nào còn có thể tự chủ công kích, thế nào chủ thượng bên cạnh, khắp nơi đều là loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật đây. Chủ thượng, đây cũng là cái gì? Đế thiên nhìn xem phiêu phù ở sau lưng Tô Dật tuyết đế, một mặt mộng bức hỏi. Lại nói, phía trước cái kia mọc ra cánh màu đen đại lão hổ, liền đủ để hắn giật mình. Mà bây giờ, tỉ mỉ cảm thụ tuyết đế cùng ám ma tà thần hổ cùng thiên mộng. Tuyết đế cùng ám ma tà thần hồ tồn tại cùng thiên mộng hoàn toàn khác biệt, hắn có thể cảm nhận được ở trong đó khoảng cách. Thiên mộng chỉ là lấy trạng thái tinh thần xuất hiện, tuy là hắn có ý thức của mình, nhưng mà, hắn cùng tuyết đế cùng ám ma tà thần hồ tồn tại hoàn toàn khác nhau. Tuyết đế cùng ám ma tà thần hồ, hai người bọn họ xuất hiện, là trực tiếp lấy linh hồn phương thức xuất hiện. Hơn nữa, hai người bọn họ linh hồn, vô cùng ngưng thực. Càng khủng bố hơn chính là, cái kia hai cái tồn tại chủ thượng sau lưng đồ vật, rõ ràng còn có thể thi triển kỹ năng. Tô Dật nghe được lời này của đế thiên, nhìn xem đế thiên khẽ nhíu mày suy tư một chút, mở miệng nói ra, tuyết đế cùng ám ma tà thần hồ trạng thái, tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ là biết, hướng thiên mộng cùng băng đế hai người, đem linh hồn dung nhập trong hồn hoàn, liền tạo thành cái gọi là trí tuệ hồn hoàn. Mà tuyết đế cùng ám ma tà thần hồ hai người bọn họ trạng thái, thì là đem hồn hoàn của mình dung nhập vào trong linh hồn, phía sau cùng ta không có bất kỳ ngờ vực vô căn cứ, liền tạo thành loại trạng thái này. Mà ta gọi loại trạng thái này, làm hồn linh, cũng liền là hồn hoàn cùng linh hồn, tên gọi tắt hồn linh. Tô Dật nói tới chỗ này, nhìn xem đế thiên mở miệng nói ra, đồng thời, bọn hắn loại tồn tại này, không chỉ có thể làm ta cung cấp hai cái hồn kỹ. Hơn nữa, bọn hắn bản thân cũng có thể thi triển chính mình kỹ năng. Mà ta, cũng có thể thi triển bọn hắn thi triển kỹ năng. Dạng này, ta có thể thi triển kỹ năng, cũng không phải là hai cái, mà là 4-5 cái. Đế thiên nghe được lời này của Tô Dật, hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Chủ thượng, cái kia, vậy ta cũng có thể trở thành loại tồn tại này sao? Tô Dật nghe được lời này của đế thiên, nhìn xem đế thiên mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không trở thành loại tồn tại này, ta cũng không biết.
Tất cả những thứ này, đều đến nhìn chính ngươi. Hồ Tương Đương, Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, hít một hơi thật sâu, ta tin tưởng, ta có thể, chủ thượng. Vậy thì tốt, chúng ta, hiện tại biến bắt đầu đi. Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, nháy mắt ngưng kết toàn thân hồn lực, đem hồn hoàn của mình trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể. Theo sau, Đế Thiên thân thể nháy mắt hóa thành một đầu màu đen kim nhãn cự long, mà Đế Thiên linh hồn cũng theo đó bay ra bên ngoài cơ thể. Cái kia màu đỏ sẫm, cao tới 7-80 vạn năm hồn hoàn, trực tiếp rơi vào Đế Thiên trên linh hồn, cùng Đế Thiên dung hợp. Không bao lâu, Đế Thiên linh hồn càng ngày càng ngưng thực. Mà Đế Thiên trên mình hồn hoàn, cũng chậm chậm hướng Tô Dật lướt tới. Không đến mười mấy cái thời gian hô hấp, Đế Thiên hồn hoàn đã cùng Tô Dật triệt để dung hợp. Mà Đế Thiên cũng đã trở thành Tuyết Đế cùng ám ma tà thần hổ dạng kia tồn tại, hồn linh. Đế Thiên nhìn xem chính mình hoàn toàn mới trạng thái, trong mắt tràn ngập mừng rỡ, chủ thượng, ta thành công. Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, ta cảm nhận được, ta hiện tại hồn lực cũng đạt tới cấp 99. Đúng vậy, làm Đế Thiên hồn hoàn cùng Tô Dật dung hợp sau đó, Tô Dật cũng theo cấp 98 thành công tiến vào cấp 99 tuyệt thế đấu la. Mà Đế Thiên biến thành đầu hắc long kia trên thân thể, cũng trôi nổi ra Tô Dật cần có thân cây hồn cốt. Tô Dật nhìn xem Đế Thiên trên mình xuất hiện hồn cốt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối Đế Thiên trên mình trôi nổi ra hồn cốt hơi hơi vẫy chào, cái kia phiêu phù ở Đế Thiên trên mình thân cây hồn cốt, nháy mắt đi tới trên mình Tô Dật, cùng Tô Dật dung hợp. Không đến thời gian mấy hơi thở, Đế Thiên mang cho Tô Dật mai này thân cây hồn cốt, liền cùng Tô Dật triệt để dung hợp. Hiện tại, trên mình Tô Dật tổng cộng có lục đại trụ bộ hồn cốt, cùng bàn tay ngoại phụ hồn cốt cùng đuôi ngoại phụ hồn cốt 8 cái hồn cốt. Về phần Tô Dật trên mình phía sau sinh ra băng hỏa long dực, thì là tồn tại đặc thù, cũng không thuộc về hồn cốt. Tuy là bộ này long dực tạm thời mang cho Tô Dật bay lượn năng lực, nhưng mà, Tô Dật có thể cảm nhận được, bộ này long dực tiềm lực, còn không có bị hắn khám phá ra. Chủ thượng, ta có thể có cái yêu cầu quá đáng sao? Trở thành Tô Dật hồn linh, Đế Thiên nhìn xem Tô Dật, trong mắt xuất hiện một chút ngượng ngùng. Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, mở miệng nói ra, cứ nói đừng ngại. Chương 282, đây chính là trong miệng ngươi Ngân Long Vương. Bay ở tinh đấu đại xâm lâm trung tâm duỗi ra, trên hồ nước Tô Dật, nhìn xem dưới chân hồ nước, ánh mắt lộ ra một chút trầm tư. Lúc này Tô Dật, trên mình toàn bộ hồn hoàn đều đã kèm theo đầy. Tô Dật cuối cùng một mai hồn hoàn, thì là Đế Thiên lão bà, cũng liền là Bích Cơ. Bích Cơ bản thể là Phỉ Thúy Thiên Nga, hồn lực tu vi cao tới hơn 30 vạn năm. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Làm Đế Thiên trở thành Tô Dật hồn linh sau đó, Đế Thiên đối Tô Dật thỉnh cầu chính là, hy vọng Tô Dật có thể để Bích Cơ cũng trở thành Tô Dật hồn linh. Dạng này, chờ Tô Dật thành thần sau đó, Đế Cơ cũng có thể theo hắn một chỗ tiến vào thần giới sinh hoạt. Đối với Đế Thiên tới nói, hắn muốn đi theo, là Tô Dật. Tô Dật ở trong mắt hắn liền là tổ long sứ giả, là mang theo bọn hắn long tộc lần nữa vùng dậy người. Mà Bích Cơ những năm này một mực làm bạn tại bên cạnh hắn, cũng là hắn thực tình yêu thích người. Nguyên cớ, Đế Thiên thỉnh cầu Tô Dật, có thể giúp hắn chuyện này. Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Chê cười, đây chính là một cái hơn 30 vạn năm hồn thú. Hiện tại, đại lục này nhất hồn thú cường đại đều đã bị hắn chỗ thu thập. Nên xưng là hắn trí tuệ hồn hoàn, trở thành trí tuệ hồn hoàn, nên trở thành hồn linh, trở thành linh hồn của hắn. Đáng giết, cũng đều giết. Hiện tại, loại chữ Bích Cơ cái hồn lực này tu vi cao tới 30 vạn năm Phỉ Thúy Thiên Nga bên ngoài, phảng phất tại không có so với nàng hồn lực còn muốn cao. Làm Tô Dật đồng ý sau đó, Tô Dật trực tiếp đem Bích Cơ gọi tới trước mặt. Làm Bích Cơ nhìn xem trở thành Tô Dật hồn linh Đế Thiên, đầu tiên là hơi sững sờ. Theo sau, nghe được Tô Dật hỏi nàng muốn trở thành linh hồn của hắn thời gian. Bích Cơ cũng không biết hồn linh là cái gì, cũng không biết cái gì là trí tuệ hồn hoàn, càng không biết trở thành Tô Dật hồn linh sau đó. Chờ Tô Dật thành thần, nàng cũng có thể theo đó tiến về thần giới, thu được vĩnh sinh. Bích Cơ tại không biết rõ những cái này hết thảy điều kiện tiên quyết, nghe được Tô Dật hỏi nàng có nguyện ý hay không trở thành linh hồn của hắn thời gian, Bích Cơ hai lời không có.
liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp đồng ý xuống. Chỉ vì, đế thiên đều trở thành Tô Dật hồn linh, nàng muốn cùng đế thiên vĩnh viễn tại một chỗ. Vô luận là, cái gì trạng thái, cái gì tồn tại phương thức. Chỉ cần có thể cùng đế thiên tại một chỗ, nàng đều nguyện ý. Làm Tô Dật biết được mích cơ ý nghĩ này sau đó, cả người cũng vì đó ngạc nhiên. Mà Thiên Mộng nghe được lời này của Bích Cơ, nhìn xem trong mắt đế thiên, tràn ngập chua xót. Thiên Mộng nghe xong Bích Cơ ý nghĩ sau đó, cả người đều nhanh mỏi thành một khỏa mỏi chanh. Người cái này lão tiểu xúc sinh, làm sao lại có thể có như vậy tốt một cái thê tử đây. Đế thiên nghe được Thiên Mộng tại một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, vô cùng đắc ý nhìn xem Thiên Mộng nói, người cho rằng, lão tử như người cái phế vật này đồng dạng, liền một cái kẻm ngẫu nhiên cũng không tìm tới. Thiên Mộng nghe được lời này của đế thiên, tại nhìn xem đế thiên cái kia một mặt khinh bỉ bộ dáng, cả người tựa như một cái mèo bị giẫm nuôi, lập tức xù lông lên. Người cái này lão tiểu xúc sinh nói người nào, ai không có kèm ngẫu nhiên, chỉ là ta nhà băng nhi không thích đi ra gặp người. Người cho rằng lão tử không có ưa thích người sao, lão tử cũng có. Đế thiên nghe được lời này của Thiên Mộng, tại nhìn xem Thiên Mộng dáng vẻ, một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, vô cùng hoài nghi nói. Liền ngươi cái dạng này, còn có kèm ngẫu nhiên. Ha ha, ta sao sao ngươi cái sao sao, ngươi cái lão tiểu xúc sinh, đừng ở lão tử trước mặt trang con bê. Ha ha, đế thiên nhìn xem thức hồn hền Thiên Mộng, một mặt khinh thường cười lạnh. Theo hai người cãi nhau phía sau, đế thiên đối Tô Dật nói thẳng ra ẩn giấu ở trong cái tinh đấu đại xâm lâm này bí mật. Cũng chính bởi vì những cái này bí mật, hắn mới mang theo một đám hồn thú ẩn tàng dưới đất ngủ say. Bọn hắn hấp thu Thiên Mộng trên mình hồn lực, loại trừ tăng lên tu vi của mình bên ngoài, điểm trọng yếu nhất, chính là vì để cái này hồn thú giới, bá chủ thực sự thức tỉnh. Làm Tô Dật cùng Thiên Mộng đám người nghe được đế thiên nói tới những cái này, cả người đều choáng váng. Tô Dật nhìn xem đế thiên mở miệng hỏi, hồn thú giới bá chủ thực sự, rốt cuộc là ý gì? Đế thiên nghe được Tô Dật vấn đề này, nhìn xem Tô Dật mở miệng nói ra, hồi bẩm chủ thượng. Cái này tinh đấu đại xâm lâm bá chủ thực sự, thống lĩnh vạn thú chủ nhân, nhưng thật ra là ngủ say tại cái này tinh đấu đại xâm lâm trung tâm chỗ sâu Ngân Long Vương điện hạ. Ngân Long Vương, Tô Dật nghe được lời này của đế thiên, khẽ nhíu mày. Không sai, chủ thượng, liền là Ngân Long Vương điện hạ. Nói tới chỗ này, đế thiên nhìn xem Tô Dật mở miệng nói ra, lúc trước Long Thần đại nhân thân chết phía sau, xuất hiện Kim Long Vương cùng Ngân Long Vịnh hai vị điện hạ. Thế là, đế thiên bắt đầu cùng Tô Dật kể ra Ngân Long Vương lai lịch. Tô Dật nghe đến đây, hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Nguyên lai, trong cái tinh đấu đại xâm lâm này, vẫn tồn tại đồ tốt như vậy. Đế thiên hiện tại cùng chính mình nói những cái này, liền là bởi vì Ngân Long Vương hiện tại ngủ say. Đế thiên theo trên người hắn cảm nhận được tổ long huyết mạch khí tức, nâng đến Tô Dật tuyệt đối có thể đem ngủ say Ngân Long Vương điện hạ đánh thức. Dạng này, bên cạnh hắn cũng liền nhiều hơn một vị cường đại trợ thủ. Mà Tô Dật nghe được đế thiên, nâng giống như Ngân Long Vương loại tồn tại này, làm hắn thứ 10 hồn hoàn, tuyệt đối không tệ. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau. Đế thiên nói cho Tô Dật Ngân Long Vương ngủ say địa phương, mà Tô Dật hiện tại, liền bay ở tinh đấu đại xâm lâm trung tâm chỗ sâu trong hồ nước. Tô Dật nhìn xem phía dưới hồ nước, hai mắt hơi hơi nheo lại. Thật không nghĩ tới. Ngân Long Vương cùng đế thiên bọn hắn, lúc ấy ngay tại phía dưới này ngủ say. May mà lúc trước săn giết tiểu vũ thời điểm, không có đem đám người này bừng tỉnh. Nếu không, cho dù bọn hắn cái kia xa hoa vô cùng đội hình, cũng đối sẽ gấp tại nơi này. Hô, Tô Dật nhìn xem phía dưới hồ nước, hít một hơi thật sâu. Theo sau, phía sau băng hỏa hai cánh một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đâm đầu thẳng vào trong hồ nước. Tiến vào hồ nước sau đó, Tô Dật không đến thời gian mấy hơi thở, đi thẳng tới dưới đáy hồ nước. Nhìn xem phía dưới thổ nhưỡng, Tô Dật dựa theo đế thiên nhắc nhở, một trường đánh tới. Oanh, một tiếng, theo Tô Dật một trường này đánh ra, dưới đáy hồ nước, toàn bộ bị Tô Dật một trường này bài xích ra bên cạnh hắn. Mà phía dưới hồ nước mặt đất, cũng bị Tô Dật một trường này, trực tiếp đánh ra một cái 10 mét nhiều hố sâu. Nhìn xem trước mặt hố sâu, trong tay Tô Dật trực tiếp xuất hiện hỗn độn chí tôn thương. Tô Dật cầm lấy hỗn độn chí tôn thương trong tay, đối phía dưới hố sâu một lần. Lần này, Tô Dật một nhát này,
trực tiếp đem phía dưới hố sâu chọc ra vài trăm mét hố sâu. Theo lần này hố sâu xuất hiện, Tô Dật cả người hướng phía dưới đâm vào. Rơi vào hố sâu tình trạng, Tô Dật phát hiện nơi này khác biệt. Dưới đáy hồ nước vài trăm mét địa phương, lại là một cái thạch thất. Tô Dật nhìn xem xuất hiện trước mặt thạch thất, đẩy ra cửa đá, đi thẳng vào. Tiến vào trong thạch thất Tô Dật, nhìn xem trong thạch thất nằm ngủ say thiếu nữ tóc bạc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này, liền là trong miệng ngươi Ngân Long Vương. Chương 283, ngươi tốt, tương lai phu quân, ta là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Tô Dật nhìn xem nằm ở trong mật thất ngủ say thiếu nữ tóc bạc, cả người cũng vì đó ngây người. Trong mật thất, loại trừ vị này nằm tại giường ngọc bên trên ngủ say thiếu nữ tóc bạc bên ngoài, không còn gì khác. Tô Dật nhìn xem trước mặt ngủ say thiếu nữ tóc bạc, nhìn xem theo phía sau mình trôi nổi ra hồn linh Đế Thiên, đầy mắt nghi hoặc nhìn Đế Thiên hỏi, đây chính là trong miệng ngươi Ngân Long Vương. Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, gật đầu một cái, đầy mắt cung kính nói, hồi bẩm chủ thượng, đúng thế. Trước mắt ngươi vị này, liền là Ngân Long Vương Điện Hạ. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, há to miệng, theo sau nói, vậy thật đúng là, có chút vượt quá dự liệu của ta. Còn tưởng rằng Ngân Long Vương là một đầu ngân sắc cự long, không nghĩ tới, rõ ràng hóa thân một thiếu nữ. Tô Dật ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng mà nhưng trong lòng lại nghĩ, không nghĩ tới, cái này Ngân Long Vương thế mà còn là cái mẫu. Nàng, thế nào đánh thức? Tô Dật đi tới bên cạnh Ngân Long Vương, nhìn xem nằm tại giường ngọc bên trên ngủ say thiếu nữ, mở miệng hỏi lấy Đế Thiên. Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, mở miệng nói ra, là như vậy, chủ thượng. Muốn đánh thức Ngân Long Vương Điện Hạ, chỉ có ba loại phương pháp. Nói tới chỗ này, Đế Thiên đối Tô Dật duỗi ra ba ngón tay tiếp tục nói, điểm thứ nhất, liền là chờ đợi Ngân Long Vương Điện Hạ tự nhiên tỉnh lại. Điểm này, cũng là tốn thời gian dài nhất. Điểm thứ hai, liền là cần vô cùng to lớn hồn lực, truyền vào Ngân Long Vương Điện Hạ thể nội, khiến cho chậm rãi thức tỉnh. Đây là một cái to lớn mà lại dài đằng đẵng công trình. Điểm thứ ba cũng liền là khó khăn nhất một đám, nhưng mà, đối với chủ thượng tới nói, tại thoải mái bất quá. Tô Dật nghe Đế Thiên lời này, hơi sững sờ, nhìn xem Đế Thiên mở miệng hỏi, cái này điểm thứ ba là cái gì? Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem Tô Dật nói, đó chính là, cần vô cùng nồng đậm long tộc huyết mạch chi lực, đem huyết dịch nút vào Ngân Long Vương Điện Hạ trong miệng. Đến lúc đó, Ngân Long Vương Điện Hạ liền sẽ lập tức thức tỉnh. Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, trực tiếp rút ra dấu ở chân nhỏ bộ màu đen dao găm, đối ngón tay vạch một cái. Dòng máu màu vàng óng theo trong ngón tay truyền ra, theo sau để vào đến nằm tại giường ngọc bên trên ngủ say Ngân Long Vương khóe miệng. Theo Tô Dật nắm tay chỉ để vào Ngân Long Vương khóe miệng, màu vàng huyết dịch theo Tô Dật ngón tay chảy vào ngủ say trong miệng Ngân Long Vương. Ngân Long Vương rõ ràng là ngủ say trạng thái, nhưng mà, làm Tô Dật đem cắt vỡ ngón tay để vào đến trong miệng Ngân Long Vương thời điểm. Theo ngón tay Tô Dật bên trong chảy ra màu vàng huyết dịch, rõ ràng chậm chậm chảy vào Ngân Long Vương trong miệng. Không đến thời gian một chén trà, nguyên bản ngủ say Ngân Long Vương thân thể rõ ràng bắt đầu có phản ứng. Tô Dật cái kia nguyên bản đặt ở Ngân Long Vương môi đỏ ra tay chỉ, rõ ràng bị Ngân Long Vương ngậm vào trong miệng. Không ngừng mút lấy Tô Dật huyết dịch. Ân, Tô Dật nhìn xem tựa như hài nhi đồng dạng, không ngừng hút huyết dịch của hắn Ngân Long Vương, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Cái này còn thật đem hắn, xem như bình sữa. Trọn vẹn nửa canh giờ, cái này Ngân Long Vương hút huyết dịch của hắn lượng, nếu như đổi lại đồng dạng người trưởng thành, 10 cái người trưởng thành lượng máu đều phải bị nàng hút sạch. May mà, Tô Dật thể nội tạo máu tốc độ, tiến vào vô cùng vô tận. Cái này còn nên nhiều thời gian dài, mới là cái đầu a. Tô Dật nhìn xem hút huyết dịch của hắn càng lúc càng nhanh Ngân Long Vương, khóe miệng hơi hơi co quắp. Mà xuất hiện tại Tô Dật sau lưng Đế Thiên nghe được lời này của Tô Dật, cũng là khóe miệng giật một cái này, chủ thượng, ta cũng không biết. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Tô Dật nghe được lời này của Đế Thiên, lập tức lâm vào trong trầm mặc. Ân tương đương, ngay tại hai người đối thoại hoàn tất. Một tiếng vô cùng nhu hòa mà lại mang theo lười biếng âm thanh vang lên. Đây là, muốn tỉnh. Tô Dật nghe được theo trong miệng Ngân Long Vương phát ra âm thanh, nhìn xem Ngân Long Vương hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng.
Đây chính là Ngân Long Vương, tương lai nhưng là muốn trở thành hắn thứ 10 hồn linh. Mà một mực hôn mê nằm tại giường ngọc bên trên Ngân Long Vương hút ăn Tô Dật trọn vẹn hơn nửa canh giờ huyết dịch phía sau, cuối cùng mơ màng tỉnh lại. Làm Ngân Long Vương tỉnh lại, cảm nhận được trong miệng mình ngậm lấy trên ngón tay, truyền đến một loại vô cùng nồng đậm long tộc huyết mạch chi lực, nàng cũng liền là bởi vì cỗ này ẩn chứa long tộc huyết mạch huyết dịch mà thức tỉnh. Làm nàng mở hai mắt ra, nhìn đứng ở bên người nam nhân, hai người bốn mắt đôi đúng, hai hai nhìn nhau. Nhất thời ở giữa, lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Tô Dật nhìn xem mở hai mắt ra thức tỉnh Ngân Long Vương, trực tiếp nắm tay chỉ rút về. Mà Ngân Long Vương nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh cái này trên mình ẩn chứa vô cùng nồng đậm long tộc huyết mạch thần bí nam nhân, sững sờ nhìn đối phương. Nàng biết, cái thế giới này căn bản liền sẽ không có so với nàng ẩn chứa long tộc huyết mạch càng sâu người hoặc là hồn thú, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt nam tử thần bí, cũng không phải hồn thú hóa thành nhân hình, mà là bản thân hắn liền là nhân tộc. Xuất hiện tại sau lưng Tô Dật, hóa thành Tô Dật hồn linh đế thiên nhìn xem lẫn nhau nhìn đối phương, lâm vào yên lặng Tô Dật cùng Ngân Long Vương Điện Hạ, vội mở miệng nói, Ngân Long Vương Điện Hạ, chúc mừng ngài thức tỉnh. Ngân Long Vương nghe được đế thiên âm thanh, nhìn xem xuất hiện tại sau lưng Tô Dật, hình thái vô cùng kỳ quái đế thiên chậm chậm mở miệng nói ra, đế thiên, người thế nào biến thành, bộ dáng này. Đế thiên nghe được lời này của Ngân Long Vương, mở miệng giải thích, Ngân Long Vương Điện Hạ, đây là thuộc hạ vinh hạnh. Có thể trở thành chủ thượng hồn linh, là đế thiên vinh hạnh. Thế là, đế thiên liền bắt đầu làm Ngân Long Vương bắt đầu nói lấy hắn như thế nào trở thành Tô Dật hồn linh. Về phần trong miệng đế thiên, nói Tô Dật là tổ long sứ giả chuyện này, nàng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, cũng chỉ có tổ long sứ giả, trên mình mới có như vậy nồng đậm long tộc huyết mạch chi lực. Đừng nói hắn là tổ long sứ giả, liền nói Tô Dật là long thần chuyển thế, nàng đều tin tưởng. Đối với xuất hiện ở trước mắt cái nam nhân này, Cổ Nguyệt Na đã làm tốt, cả một đời theo bên cạnh hắn quyết định. Theo nàng thức tỉnh, nhìn thấy Tô Dật nhìn lần đầu, đã hút Tô Dật huyết dịch, từ đó cảm nhận được cái kia nồng đậm huyết mạch lực lượng, Cổ Nguyệt Na liền biết, đây là nàng một mực chờ đợi người. Người nam nhân trước mắt này, tuyệt đối sẽ dẫn dắt bọn hắn long tộc, lần nữa đi lên huy hoàng. Cho dù là lúc trước long thần, trên mình ẩn chứa long tộc huyết mạch chi lực, đều không có Tô Dật trên mình ẩn chứa long tộc huyết mạch chi lực cường đại. Đối với ngủ say mấy trăm ngàn năm, thân là Ngân Long Vương nàng, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình tỉnh lại mở lập tức đến người, thế mà lại là trước mắt cái tổ long này sứ giả. Hơn nữa, vẫn là bởi vì hắn, chính mình mới có thể thức tỉnh. Nếu như không có hắn tồn tại, chính mình còn không biết rõ phải ngủ say bao lâu thời gian, mới có thể tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Na nhìn xem trong mắt Tô Dật, tràn đầy mừng rỡ. Tất cả những thứ này, đều là long thần cùng tổ long chỉ dẫn, mới sẽ gặp phải hắn. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Dật phát hiện, Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhìn hắn có chút nguy hiểm, hơi hơi nheo cặp mắt lại nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, đối Tô Dật ngon ngọt cười, ngươi tốt, tương lai của ta phu quân, ta là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Chương 284, từ nay về sau có thêm một cái con ghẻ. Ngươi tốt, tương lai của ta phu quân, ta là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Tô Dật nhìn xem Cổ Nguyệt Na cái kia mỉm cười ngọt ngào, tại nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, cả người khóe miệng không ngừng co quắp. Ngân Long Vương, xin ngươi chú ý lời nói của ngươi. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tô Dật lúc này mặt lạnh lùng nhìn xem Cổ Nguyệt Na, tức xạ mặt lại. Liền nối liền thành làm Tô Dật hồn linh đế thiên, nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, cũng hơi sững sờ, theo sau âm thầm đối Cổ Nguyệt Na dựng thẳng lên một cái ngón cái. Quả nhiên không hổ là Ngân Long Vương Điện Hạ, mới quen chủ thượng, liền trực tiếp bên trên đại chiêu. Nếu là Ngân Long Vương Điện Hạ cùng chủ thượng thật trở thành phu thê, vậy chủ thượng chẳng phải là mang theo bọn hắn long tộc, trực tiếp nhảy lên. Nghĩ đến đây, đế thiên liền đối Cổ Nguyệt Na âm thầm giơ ngón tay cái lên, trong lòng đối Cổ Nguyệt Na khâm phục, vậy đơn giản chính là, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Ngân Long Vương Điện Hạ, một chiêu này, cao, thật sự là cao. Mà Ngân Long Vương nhìn vẻ mặt xương lạnh Tô Dật, trọn vẹn không đến sợ.
đối Tô Dật lộ ra một cái 10 điểm mỉm cười ngọt ngào, cả người nhào tới trên mình Tô Dật. Đầu nhỏ tại lồng ngực Tô Dật không ngừng trà sát lấy, bộ dáng kia, tựa như một cái nhu thuận lấy chủ nhân ưa thích mèo con đồng dạng, rất là đáng yêu. Phu quân, không muốn như vậy thẹn thùng sao? Người thế nhưng tổ long sứ giả, vẫn là trợ giúp ta thức tỉnh người. Người nhìn, người là tổ long sứ giả, mà ta là ngân long vương. Cho nên nói, chúng ta nhất định là một đôi trời sinh. Cổ Nguyệt Na mở to nàng cặp kia màu bạc mỹ mâu, nhìn xem trong mắt Tô Dật tràn đầy mừng rỡ. Mà Tô Dật nhìn xem Cổ Nguyệt Na dáng vẻ, một mặt ghét bỏ thò tay nắm lấy Cổ Nguyệt Na phía sau cái cổ. Theo sau, đem Cổ Nguyệt Na theo trên mình lui lại đi, nhìn xem bị chính mình nâng ở giữa không trung tiểu loli Cổ Nguyệt Na. Tô Dật một mặt xương lạnh nói, đầu tiên, ta đối với ngươi không có cảm giác nào, không cần loạn nhận phu quân. Thứ yếu, ta cũng không phải trong miệng ngươi tổ long sứ giả. Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, trong hai mắt tràn ngập đáng thương. Bộ kia để người thương hại, dáng vẻ đáng yêu, trọn vẹn không có ảnh hưởng đến Tô Dật. Cái này nếu là đổi thành người khác, đã sớm mềm lòng. Đã sớm đem Cổ Nguyệt Na thả tới trong ngực, thật tốt yêu thương một phen. Thế nhưng, Cổ Nguyệt Na cái dạng này, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Tô Dật. Nhớ kỹ, muốn càng ở bên cạnh ta, cũng đừng cho ta làm những thứ vô dụng này. Đã biết, phu quân. Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, mở to nàng cặp kia ngập nước mắt to, tràn đầy vô tội nhìn xem Tô Dật đáp lại. Đừng gọi ta phu quân, ta không phải ngươi phu quân. Tô Dật nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, cái kia tràn ngập đạm mạc trong hai mắt, rõ ràng xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Nếu không phải vì gia hỏa này trở thành chính mình thứ 10 hồn linh, sớm bóp chết nàng. Được rồi, phu quân. Cổ Nguyệt Na nhìn thấy Tô Dật trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt. Tùy ngươi vậy, cuối cùng, vẫn là Tô Dật thua trận, một mặt bất đắc dĩ đem Cổ Nguyệt Na vứt trên mặt đất, quay người đi ra ngoài. Cổ Nguyệt Na nhìn xem xoay người Tô Dật, ánh mắt lộ ra tiểu hồ ly được như ý giảo hoạt nụ cười. Xoạt 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 hai bước, trực tiếp lên nhảy, nhào tới Tô Dật phía sau, trở thành Tô Dật đồ trang sức, vui vẻ đến phát ra tiếng cười như chuông bạc. Người đi xuống cho ta. Tô Dật nhìn xem Cổ Nguyệt Na ôm lấy chính mình, treo ở sau lưng của mình, 10 điểm bất đắc dĩ nói lấy. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn đối gia hỏa này tại như thế nào lạnh nhạt, gia hỏa này cũng trọn vẹn không sợ hắn. Cổ Nguyệt Na bộ dáng này, trọn vẹn liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp. Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, cười hì hì nói ta liền không. Ta đói, uy. Người CMN chúc cầu a. Ngay tại Cổ Nguyệt Na nói xong nàng đói bụng, Tô Dật phát ra một tiếng kêu đau. Nguyên lai, tại Cổ Nguyệt Na nói xong nàng đói bụng, cả người nằm ở Tô Dật sau lưng, đầu nhỏ trực tiếp vùi sâu vào bả vai của Tô Dật, đối Tô Dật nơi bả vai cùng trong cổ ở giữa vị trí, cắn một cái xuống dưới. Tòm tòm, cổ họng của Cổ Nguyệt Na không ngừng nhấp nhô, có thể nhìn ra, Cổ Nguyệt Na nói mình đói bụng, cần có đồ ăn, liền là Tô Dật huyết dịch. Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, đem đầu nâng lên, một mặt vô tội nhìn xem Tô Dật nói, ta đói, chỉ có hút máu của ngươi, mới có thể để cho ta lúc trước tổn thất hồn lực không ngừng bổ sung trở về. Máu của ngươi không chỉ có thể lấp đầy bụng của ta, còn có thể để ta trở thành trăm vạn năm cấp bậc, tiến hơn một bước. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na Tô Dật, cả người lâm vào im lặng bên trong. Tiếp đó, Cổ Nguyệt Na tiếp tục nằm ở Tô Dật cái cổ cùng bả vai chính giữa, lần nữa cắn đi lên, tiếp tục hút lấy Tô Dật huyết dịch. Nếu không phải nghe được gia hỏa này nói, hút máu của hắn có thể để cho nàng trở thành trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn, hoặc là tiến hơn một bước, Tô Dật đã sớm đem nàng ném đi. Tâm bình khí hòa, mặc kệ thế nào nói, cuối cùng gia hỏa này thế nhưng hắn thành thần mấu chốt. Biết đến lúc đó đạt tới cực hạn, trở thành trăm cấp. Hấp thu gia hỏa này hồn hoàn, liền có thể thành thần. Chỉ là Tô Dật cũng không biết, nếu như không có tiếp nhận thần khảo, muốn trăm cấp thành thần, quả thực khó như lên trời. Các huynh đệ, các người yên tâm đi, ta nhất định sẽ chính tay giết Tô Dật cái kia cẩu tặc, cho các người báo thù. Tại thất bảo lưu ly tông vứt bỏ địa chỉ bên trên, người khoác hắc bào đường tam nhìn xem đã sớm trở thành phế tích thất bảo lưu ly tông, trong mắt tràn ngập lửa giận. Không giết Tô Dật. Ta đường tam, thề không làm người.
Đường Tam nhìn xem trước mặt phế tích, trong đầu không ngừng nhớ lại hắn cùng Sử Lai khác mấy người khác từng ly từng tí. Làm Chu Trúc Thanh thân ảnh xuất hiện trong đầu thời gian, trong mắt Đường Tam tràn ngập oán độc. Mộc Bạch, yên tâm, Chu Trúc Thanh cái này ăn cây táo rào cây sung phản đồ, ta tuyệt đối sẽ không để nàng tốt hơn. Nói tới chỗ này, Đường Tam tay không ngừng nắm chặt, phát ra kéo kẹt âm thanh. Đã thất bảo Lưu Ly Tông biến mất, vậy bây giờ là thời điểm trở lại Hạo Thiên Tông, sớm ngày liên hợp Hạo Thiên Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hai đại đế quốc lực lượng, nhanh lên một chút hủy diệt Võ Hồn Điện. Đường Tam nói xong, cả người rời đi thất bảo Lưu Ly Tông bỏ hoang địa chỉ. Ta nói, người có thể hay không trước theo trên người của ta xuống dưới. Rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Tô Dật tức giận đối treo ở sau lưng hắn Cổ Nguyệt Na nói. Mà treo ở Tô Dật phía sau Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, đối Tô Dật cười tủm tỉm nói, ta không chớ quá mức. Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem trong mắt Tô Dật tràn đầy mừng rỡ. Chẹp một tiếng, mặt nhỏ tiến đến Tô Dật khuôn mặt một bên, đối Tô Dật gương mặt liền tới một cái. Ta nói, người quá mức a. Tô Dật bị Cổ Nguyệt Na cái này đột nhiên tập kích, vội vàng dùng tay đem Cổ Nguyệt Na lưu tại trên mặt hắn nước miếng lau, trong mắt tràn ngập ghét bỏ. Ngươi là cứu vãn ta nam nhân, là tổ long sứ giả, là dẫn dắt chúng ta long tộc vùng dậy người, chúng ta vốn chính là một đôi trời sinh, có cái gì tốt thẹn thùng đi. Hi hi, chương 285, ra ngoài một chuyến, trở về đều thành thần. Một, phu quân, chúng ta đi đâu a? Treo ở Tô Dật trên mình Cổ Nguyệt Na nhìn xem Tô Dật mang theo nàng một đường theo trong núi đường nhỏ đi tới một tòa núi lớn trước mặt. Nhìn xem trước mặt núi lớn, Cổ Nguyệt Na một mặt tò mò nhìn trước mặt núi lớn, tới lui chân nhỏ của mình nha hỏi. Tô Dật nghe lấy Cổ Nguyệt Na danh xưng, đã trở thành một loại tập quán. Theo nàng vui vẻ a, ngay ngắn đến lúc đó ra hỏa này, còn là thành làm linh hồn của hắn đây. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nhìn xem trước mặt núi lớn, trong mắt Tô Dật lộ ra ôn nhu cùng ý cười. Treo ở Tô Dật trên mình Cổ Nguyệt Na vẫn là lần đầu tại trong mắt Tô Dật nhìn thấy như vậy ánh mắt ôn nhu. Thật là ấm áp, Cổ Nguyệt Na nhìn xem Tô Dật cái kia vô cùng ánh mắt ôn nhu, cả người đều nhanh muốn bị Tô Dật ánh mắt hòa tan. Gặp người yêu của ta, Tô Dật nói lấy, liền hướng về phía trước mặt núi lớn đi đến. Treo ở Tô Dật phía sau Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, miệng nhỏ bĩu môi lên, chúng ta mới là một đôi trời sinh. Ha ha. Tô Dật nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, cười lạnh một tiếng, hướng trong núi lớn đi đến. Đến gần núi lớn, treo ở Tô Dật sau lưng Cổ Nguyệt Na nhìn thấy núi lớn trong góc lại có một cái cửa hang. Tiểu hỗn đản, cuối cùng không tiếc trở về. Ngay tại Tô Dật vừa mới bước vào đào nguyên bí cảnh lối vào, Đường Nguyệt Hoa trực tiếp xuất hiện tại đào nguyên bí cảnh lối vào, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Dật. Tô Dật nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Đường Nguyệt Hoa, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Nguyệt Hoa, thực lực của ngươi. Tô Dật nhìn xem trước mặt, nâng cao một cái bụng lớn Đường Nguyệt Hoa, rõ ràng cảm nhận được trên người nàng thực lực rõ ràng biến đến có chút sâu không lường được lên. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, cũng không trả lời, mà là nhìn xem phía sau Tô Dật mang theo thiếu nữ tóc bạc. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem cái kia treo ở phía sau Tô Dật thiếu nữ tóc bạc, hai mắt hơi hơi nheo lại, tiểu hỗn đản. Không cho ta giải thích, đây cũng là vị nào sao? Tô Dật nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, trực tiếp thò tay, nắm lấy treo ở sau lưng hắn Cổ Nguyệt Na, muốn đem kéo xuống tới. Nhưng mà, làm sao Cổ Nguyệt Na hai chân thật chặt quấn ở Tô Dật bên hông, hai tay ôm người Tô Dật cái cổ. Cả người như là một cái tiểu bát chảo cá đồng dạng, thật chặt dính tại trên mình Tô Dật, căn bản túm không được. Ngươi cho ta xuống. Quấn ở Tô Dật trên mình Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, xỏ lá nói ta không. Ngươi cho ta xuống, ta không, ta liền không. Đường Nguyệt Hoa đứng ở trước mặt Tô Dật, nhìn xem tựa như bạch tuộc đồng dạng, gắt gao quấn lấy Tô Dật Cổ Nguyệt Na, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ thấy Đường Nguyệt Hoa đối Cổ Nguyệt Na hơi hơi mở ra tay phải, nguyên bản còn tựa như bạch tuộc đồng dạng quấn lấy Tô Dật Cổ Nguyệt Na, cả người thân thể không nhận khống chế, buông lỏng ra Tô Dật. Đồng thời, Cổ Nguyệt Na cảm giác phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí, rõ ràng khống chế thân thể của nàng, để thân thể của nàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cổ Nguyệt Na nhìn vẻ mặt ý cười, đối nàng đưa tay phải ra Đường Nguyệt Hoa,
trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Mà Tô Dật nhìn thấy một màn này, nhìn xem trong mắt Đường Nguyệt Hoa cũng xuất hiện biến hóa. Nguyệt Hoa, ngươi đã thành thần. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, đối Tô Dật mỉm cười, ừm. Tốt, quá tốt rồi. Tô Dật nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, cả người nhìn xem trong mắt Đường Nguyệt Hoa tràn ngập mừng rỡ. Trong mọi người, để cho hắn lo lắng, liền là Đường Nguyệt Hoa. Mà bây giờ, để hắn lo lắng nhất thành thần người, hiện tại đã thành thần, dạng này, hắn liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem Tô Dật cái kia tràn ngập mừng rỡ hai mắt, cười híp mắt nhìn xem Tô Dật. Tiện tay một chiêu, cái kia bị nàng khống chế tại không trung Cổ Nguyệt Na nháy mắt bay tới nàng và Tô Dật trước mặt. Đường Nguyệt Hoa cười híp mắt chỉ vào Tô Dật, mở miệng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, nàng là ai đây? Còn không chờ Tô Dật mở miệng giải thích, cái kia bị Đường Nguyệt Hoa trói buộc, khống chế tại không trung Cổ Nguyệt Na một mặt ngạo kiều nói, ta là hắn thê tử. Ân, Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, nhìn xem Tô Dật hai mắt híp mắt càng ngày càng nhỏ. Tô Dật nhìn xem Đường Nguyệt Hoa dáng vẻ, cấp bách duỗi ra hai tay biểu thị chính mình cũng cực kỳ vô tội, Nguyệt Hoa, tin tưởng ta, ta cùng gia hỏa này tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem trên mặt Tô Dật biểu tình, đối Tô Dật gật đầu một cái, tiểu hỗn đản, không cần khẩn trương như vậy, ta tin tưởng ngươi. Bị Đường Nguyệt Hoa khống chế tại giữa không trung Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Tô Dật, tại nhìn xem trên mặt Đường Nguyệt Hoa biểu tình. Tại không trung nàng lập tức gấp, phu quân, ngươi thế nào không tiếc không quan tâm ta, chúng ta lúc trước đã nói xong thề non hẹn biển đây. Ai mẹ nó cùng ngươi thề non hẹn biển. Tô Dật nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, đối Cổ Nguyệt Na gầm thét. Đây là Tô Dật phủ xuống cái thế giới này, hoặc là tại tinh chuẩn một điểm tới nói, theo thế giới cũ đến hiện tại, hai thế giới, hắn còn là lần đầu tiên tại mặt người phía trước bạo nói tục. Cũng hoặc là nói, đây là hắn lần đầu tiên bạo nói tục. Phu quân, ngươi sao có thể hung ác như thế ta? Ngươi là tổ long sứ giả, mà ta là ngân long vương, chúng ta mới là một đôi trời sinh. Loại phàm nhân này, sao có thể xứng đáng với ngươi, chỉ có ta, vĩ đại ngân long vương, mới có thể xứng đáng với ngươi. Cổ Nguyệt Na nhìn xem Tô Dật, trong mắt tràn đầy yêu thương. Phàm nhân, Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, khóe miệng hơi hơi dương lên, tiểu nha đầu, người đến hiện tại, còn giống như không có biết rõ ràng tình huống. Đường Nguyệt Hoa nói lấy, trên mình trực tiếp lộ ra đỏ 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 vàng 10 mai hồn hoàn. Bị Đường Nguyệt Hoa trói buộc nổi bồng bềnh giữa không trung Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đường Nguyệt Hoa trên mình lộ ra cái này 10 mai hồn hoàn, cả người đều choáng váng. Nàng còn tưởng rằng cặp mắt của mình xuất hiện vấn đề, muốn xoa xoa cặp mắt của mình, tại nhìn cái tỉ mỉ. Kết quả, đợi nàng muốn vào thời điểm mới phát hiện, thân thể của mình đã bị trước mặt, cái này khủng bố nữ nhân khống chế. 9 cái 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn, không có khả năng, đại lục này làm sao có khả năng có nhiều như vậy 10 vạn năm trở lên hồn thú tồn tại. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đường Nguyệt Hoa trên mình trước đó 9 cái màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn, trong hai mắt tràn ngập chấn kinh. Bất quá, để cho nàng cảm thấy kinh hãi, liền là Đường Nguyệt Hoa trên mình cuối cùng cái kia một mai, thứ 10 mai hồn hoàn màu vàng. Nhân loại nhiều nhất hồn hoàn, chẳng phải là 9 cái sao? Vì cái gì trước mắt tên nhân loại này, lại có cái thứ 10 hồn hoàn, hơn nữa, hồn hoàn màu sắc vẫn là màu vàng. Đây chính là, trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn đại biểu. Trước mắt tên nhân loại này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thần? Đường Nguyệt Hoa nhìn vẻ mặt kinh ngạc Cổ Nguyệt Na, nhẹ nhàng hỏi, ta vẫn là trong miệng ngươi phàm nhân sao? Cổ Nguyệt Na nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, một mặt không phục nói, chỉ cần ta cùng ở phu quân bên cạnh, thành thần, là chuyện sớm hay muộn. Hừ, Cổ Nguyệt Na nói xong, một mặt ngạo kiều quay đầu chỗ khác, không đi nhìn Đường Nguyệt Hoa. Mà Đường Nguyệt Hoa nhìn xem Cổ Nguyệt Na dáng vẻ, theo sau nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Tô Dật, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chương 286, ra ngoài một chuyến, trở về đều thành thần. 2. Chủ nhân, nguyên lai là ngài trở về, ta nói mẫu thân thế nào thoáng cái ở bên cạnh ta biến mất. Tiểu Nha Nha nhìn xem Tô Dật trở về, cả người vung ra bàn chân nhỏ, một mặt hưng phấn chạy về phía Tô Dật. Nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người nhảy dựng lên, muốn nhảy vào trong ngực của Tô Dật.
Kết quả, theo nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nguyên lai, tại chỗ cửa động, Đường Nguyệt Hoa hiểu rõ Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na tồn tại sau đó, liền đem cái này tiểu lô ly để xuống. Đối Đường Nguyệt Hoa tới nói, trước mặt cái này cái gọi là đấu la đại lục, hồn thú cộng chủ Ngân Long Vương, ở trong mắt hắn, liền là cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu phiến tử. Trở lại đào nguyên bí cảnh, phanh, một tiếng, tiểu nha nha thuận chân ôm lấy một cái chỉ cao hơn nàng hai đầu tóc trắng tiểu lô ly. Thập thủ liệt dương xà nha nha nhìn trước mắt Cổ Nguyệt Na, trong mắt tràn đầy nghi hoặc ngươi là ai. Cổ Nguyệt Na nghe được nha nha lời này, Cổ Nguyệt Na cũng cảm nhận được ôm nàng tiểu nữ hài này, căn bản cũng không phải là nhân loại, cũng không phải hồn thú hóa người. Ta là ai, ta là ngươi chủ nhân thê tử, ngươi lại là đồ vật gì. Nha nha nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, lông mày hơi nhíu. Chủ nhân thê tử, ta lại là đồ vật gì. Nha nha theo trong ngực Cổ Nguyệt Na nhảy xuống tới, nhìn xem trong mắt Cổ Nguyệt Na tràn đầy nghi hoặc. Theo sau, nha nha vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đứng ở một bên Tô Dật. Tô Dật nhìn xem nha nha cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, liền biết nha nha muốn biết trước mắt cái Cổ Nguyệt Na này đến cùng là ai. Đừng nghe nàng nói mò, nàng là Ngân Long Vương, toàn bộ đấu la đại lục hồn thú cộng chủ, căn bản cũng không phải là thê tử của ta. Nha nha nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem trong mắt Cổ Nguyệt Na ra đầy là khinh thường, một cái hồn thú cộng chủ, có cái gì tốt đắc ý. Cũng không phải ta chủ mẫu, chủ nhân đều không nhận ngươi, còn tại ta cái này cũng mũi heo cắm hành tây, cùng ta tại cái này trang cái gì tưởng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Đường Nguyệt Hoa cùng Tô Dật hai người nghe được nha nha lời này, từng cái trợn to hai mắt nhìn xem nha nha. Mà Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na nghe được nha nha lời này, trợn to hai mắt nhìn xem trước mặt cái này người mặc váy đỏ tiểu nha đầu phiến tử. Người cái tiểu nha đầu phiến tử, người nói ai mũi heo cắm hành tây trang tượng. Cổ Nguyệt Na một tay chống nạnh, một tay chỉ nha nha đầu môn giận dữ mắng mỏ lấy. Ta nói liền là ngươi, không nghe rõ sao. Không thể tưởng được, ngươi ra hỏa này không riêng ra mặt dày, lỗ tai cũng điếc. Nha nha đem Cổ Nguyệt Na điểm tại trên trán nàng tay ngọc mở ra, hai tay chống nạnh, một mặt không phục nhìn xem Cổ Nguyệt Na. Ngươi cọng lông đều không dài đủ tiểu thí hài, biết cái gì? Ta thân là long tộc huyết mạch 10 điểm chính thống Ngân Long Vương, mà chủ nhân của ngươi lại là tổ long sứ giả, hai người chúng ta nhất định là trời sinh một đôi. Cho dù chủ nhân của ngươi hiện tại không thừa nhận, đến sau này, chủ nhân của ngươi cũng nhất định sẽ tiếp nhận ta. Nói tới chỗ này, Cổ Nguyệt Na trong mắt để lộ ra tự tin vô cùng ánh mắt, nhìn xem trước mặt so chính mình thấp hai đầu nha nha. Thân thể đều không trưởng thành, còn muốn cùng chính mình đấu. Nghĩ tới đây, đứng ở nha nha trước mặt hai tay chống nạnh, tự tin vô cùng Cổ Nguyệt Na tại nha nha trước mặt ưỡn chính mình cái kia vừa mới trưởng thành thành A cộng hung khí. Nha nha nhìn xem Cổ Nguyệt Na tận lực rất chính mình bộ ngực dáng dấp, nhìn Cổ Nguyệt Na hơi hơi nhô lên một chút bộ ngực, đang nhìn mình trước ngực vùng đất bằng phẳng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Theo sau, nha nha phảng phất dường như nắm lấy mang tính then chốt vấn đề, con mắt nhẹ nhàng liếc về phía Đường Nguyệt Hoa trước ngực đôi kia ngạo nhân hung khí. Nhìn xem trên mặt của Cổ Nguyệt Na tràn đầy khinh thường nói, hừ hừ, liền một chút mà thôi, cùng mẫu thân so ra, quả thực liền là cách biệt một trời, rõ ràng còn dám tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Nha nha nói tới chỗ này, nhảy nhót đi tới bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, ôm lấy Đường Nguyệt Hoa cái kia tuyết trắng chân dài một mặt ngạo kiều nói. Cổ Nguyệt Na nghe được nha nha lời này, ngẩng đầu nhìn Đường Nguyệt Hoa cái kia so chính mình đánh hơn 10 lần hung khí, trước mắt một choáng. Mà Tô Dật cùng Đường Nguyệt Hoa hai người tựa như một cái khán giả đồng dạng, nguyên bản tại một bên đều chuẩn bị tốt dưa hấu, chuẩn bị ăn dưa xem trò vui, hai người so sánh hứng thú nhìn xem hai cái cãi nhau tiểu nha đầu, rõ ràng đem lửa đốt đến trên mình Đường Nguyệt Hoa. Khi nghe đến nha nha cùng Cổ Nguyệt Na giữa hai người, sấm kia người nói, Tô Dật một mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Nguyệt Hoa hỏi, những cái này, đều là ngươi dạy nha nha. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, đối Tô Dật lật một cái 10 điểm vũ mị mắt trắng, ngươi cảm thấy, ta sẽ nhàm chán như vậy. Nha 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 đầu này, tuyệt đối là phía trước tại ngươi cái này tiểu hỗn đản bên cạnh đợi, mới học cái xấu.
ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tô Dật nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, lập tức biến có thể nói lên. Làm Cổ Nguyệt Na lấy lại tinh thần sau đó, con mắt thỉnh thoảng len lén liếc hướng Đường Nguyệt Hoa cái kia ngạo nhân tuyệt thế hung khí. Ta bây giờ còn tại trưởng thành thời gian, đến lúc đó, ta cũng có thể biến thành dạng này. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cái kia ngạo nhân hung khí, ngữ khí lập tức biến đến có chút không đủ. Thật sự là, cái này Đường Nguyệt Hoa trước ngực đôi kia ngạo nhân tuyệt thế hung khí, thật sự là lớn có chút quá dọa người. Cho dù hắn có thể trưởng thành lên, cũng không biết chính mình đến lúc đó, có thể hay không có nàng như vậy quy mô. Tô Dật nhìn xem đình chỉ cãi nhau hai người, nhìn bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nguyệt Hoa, còn dài bao nhiêu thời gian, con của chúng ta mới có thể xuất thế. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia triệt để bụng to ra, trong mắt tràn đầy nhu tình, khẽ cười nói, tại có hai tháng, con của chúng ta liền có thể xuất thế. Thật, Tô Dật nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, nhìn xem trong mắt Đường Nguyệt Hoa tràn ngập hưng phấn. Ân, Đường Nguyệt Hoa nhìn xem trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn Tô Dật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đứng ở một bên Cổ Nguyệt Na nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cái kia nhô lên tới cái bụng, trong mắt tràn ngập vẻ mặt khác thường. Nhìn tới, cái này đã thành thần nữ nhân, chính là nàng trong cuộc đời này, lớn nhất tình địch. Bất quá, nữ nhân trước mắt này, ôn nhu như nước, chỉ cần mình đem nàng giải quyết, vẫn không thể giải quyết Tô Dật. Nghĩ tới đây, trong mắt Cổ Nguyệt Na lộ ra tiểu hồ ly giảo hoạt ý cười. Chỉ cần giải quyết nữ nhân này, chẳng khác nào giải quyết Tô Dật. Đến lúc đó, nàng liền sẽ trở thành Tô Dật nữ nhân. Chờ khi đó, trong bụng của nàng cũng sẽ dựng dục ra thuộc về nàng cùng Tổ Long sứ giả hài tử. Vậy đến lúc đó, con của bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành trong Long tộc huyết mạch thuần chính nhất cái kia. Chỉ bất quá, đến lúc đó nếu là cùng Tô Dật có hài tử sau đó, vậy nàng sinh ra hài tử là một đầu rồng đây, vẫn là một người đây? Không đúng, không đúng, các nàng Long tộc đều là chứng sinh. Nguyên cớ, nói như vậy, nàng và Tô Dật hài tử, đến lúc đó nếu như ra đời lời nói, đến lúc đó, là một quả trứng đây, vẫn là một cái nhân loại bình thường hài nhi đây. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Na nhìn xem Tô Dật ánh mắt biến đến càng ngày càng mập mờ, trong mắt xuân ý giạt rào. Chương 287, ra ngoài một chuyến, trở về đều thành thần. Ba, Nguyệt Hoa, hiện tại ngươi cũng đã thành thần, chúng ta trở về võ hồn điện nhìn một thoáng được không? Tô Dật nhìn bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, đối Tô Dật mỉm cười, tốt. Vậy chúng ta bây giờ liền khởi hành. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tô Dật nhìn xem trong mắt Đường Nguyệt Hoa, mang theo một chút kinh hỉ. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, đối Tô Dật nhẹ nhàng cười một tiếng, võ hồn thành con đường, ta cũng nhận thức. Cùng để ngươi mang theo ta, còn không bằng ta mang theo ngươi. Ân, Tô Dật nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem Tô Dật dáng vẻ, đối Tô Dật lần nữa lộ ra một cái 10 điểm mỉm cười mê người, để ngươi nhìn ta thành thần phía sau tốc độ như thế nào. Có thể, Tô Dật nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, gật đầu đồng ý. Đường Nguyệt Hoa đối đứng ở một bên cùng Nha Nha cãi nhau Cổ Nguyệt Na cùng Nha Nha hai cái tiểu nha đầu phiến tử vung tay lên, theo sau kéo lấy cánh tay Tô Dật, cả người nháy mắt biến mất tại chỗ. Tô Dật nhìn xem chính mình bị Đường Nguyệt Hoa một thoáng kéo vào trong không gian, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, tiến vào trong không gian, không đến mấy chục cái thời gian hô hấp. Bọn hắn theo trong không gian xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc trên không. Nhìn tới, thành thần cùng không thành thần, thật là giống như trời cách. Đường Nguyệt Hoa tốc độ bây giờ, không, nàng là trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. Theo bọn hắn nơi này, đến Thiên Đấu Đế Quốc, nếu như là lấy đồng dạng hồn đấu la đi đường tốc độ. Theo đảo nguyên bí cảnh đi tới Thiên Đấu Đế Quốc nơi này, phải cần hơn 20 ngày lộ trình. Nếu là lấy Tô Dật tốc độ bây giờ, cho dù toàn lực phi hành, cũng phải cần thời gian một nén nhang. Mà Đường Nguyệt Hoa, theo đảo nguyên bí cảnh chạy tới nơi này, cũng chỉ dùng mười mấy cái thời gian hô hấp. Hắn hiện tại, càng ngày càng chờ mong thành thần. Đường Nguyệt Hoa mang theo Tô Dật cùng Cổ Nguyệt Na cùng Nha Nha mấy người,
nhìn xem phía dưới Thiên Đấu Hoàng Thành, trong mắt Đường Nguyệt Hoa tràn đầy phức tạp. Nhớ tới chuyện lúc trước, Tô Dật nhìn bên cạnh, nhìn Thiên Đấu Hoàng Thành đầy mắt phức tạp Đường Nguyệt Hoa, nhu hòa hỏi. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, nhìn xem trong mắt Tô Dật tràn đầy ôn nhu, không có, chỉ là nhớ tới trước đây một ít chuyện. Nói tới chỗ này, Đường Nguyệt Hoa nhìn phía dưới Thiên Đấu Hoàng Thành, trong mắt tràn ngập ý cười, ta cực kỳ vui mừng, tại nơi này, tại Nguyệt Hiên, gặp phải ngươi. Xuống dưới dạo chơi, Tô Dật nhìn đứng ở bên người Đường Nguyệt Hoa, vô cùng nhu hòa hỏi. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, đối Tô Dật mỉm cười, không được, tuy là nơi này có chúng ta tốt đẹp hồi ức, nhưng mà, nơi này cũng có ta thật không tốt hồi ức. Đường Nguyệt Hoa nói tới chỗ này, trong mắt lóe lên thật sâu phức tạp. Tô Dật nhìn xem Đường Nguyệt Hoa loại dáng dấp này, thò tay tại Đường Nguyệt Hoa đỉnh đầu nhẹ nhàng khẽ vỗ, đối Đường Nguyệt Hoa khẽ cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Võ Hồn Thành. Ân, Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Tô Dật, mang theo Tô Dật cùng Cổ Nguyệt Na còn có Nha Nha tại Thiên Đấu Hoàng Thành trên không biến mất. Tại bọn hắn theo Thiên Đấu Hoàng Thành trên không rời đi sau đó, thân ở Thiên Đấu Hoàng Thành trong Hoàng Cung, ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn xem bầu trời. Đến tột cùng là ai, rõ ràng cũng thành thần. Làm Đường Nguyệt Hoa mang theo Tô Dật xuất hiện tại vùng trời Võ Hồn Thành thời điểm, không đến thời gian ba hơi thở, một cái 10 điểm vũ mị thiếu nữ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tô Dật, hung hăng ôm lấy Tô Dật. Hai chân cuộn tại Tô Dật bên hông, cả người tựa như một cái bạch tuộc đồng dạng, ôm lấy Tô Dật không chịu buông tay. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, Tô Dật, ngươi cuối cùng trở về. Na na đều nhớ ngươi muốn chết. Tô Dật nhìn xem ôm lấy thiếu nữ của mình, mỉm cười, đã lâu không gặp, na na. Cái này tựa như bạch tuộc đồng dạng ôm lấy Tô Dật vũ mỹ thiếu nữ, chính là lúc trước bế quan tham gia thần khảo Hồ Liệt Na. Ôm lấy Tô Dật Hồ Liệt Na nghe được lời này của Tô Dật, chẹp một tiếng, đối Tô Dật cái kia tuấn giật gương mặt liền đưa tới một cái to lớn môi thơm. Thời khắc này Hồ Liệt Na, trong mắt chỉ có trước mặt cái này để nàng tâm tâm niệm niệm người yêu. Đem đứng ở một bên Đường Nguyệt Hoa cùng Cổ Nguyệt Na cùng Nha Nha, trọn vẹn xem nhẹ. Mà Đường Nguyệt Hoa nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ở thiếu nữ, hai mắt hơi hơi nheo lại. Có thể tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời gian, liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nháy mắt ôm lấy Tô Dật. Đây chỉ có một loại khả năng, đó chính là, trước mắt cái này ôm lấy Tô Dật thiếu nữ, cũng đã thành thần. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt Hoa hai mắt híp mắt càng ngày càng nhỏ. Ân, vị này là ai vậy? Tại Hồ Liệt Na theo trong vui mừng hoàn hồn sau đó, nhìn đứng ở bên cạnh Tô Dật, nâng cao một cái bụng lớn Đường Nguyệt Hoa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Hồ Liệt Na, đối Hồ Liệt Na mỉm cười, người tốt, ta gọi Đường Nguyệt Hoa, là Tô Dật lão bà. Lão bà, Hồ Liệt Na nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Theo sau, tầm mắt của Hồ Liệt Na toàn bộ đều bị Đường Nguyệt Hoa cái kia nâng lên tới bụng lớn hấp dẫn. Cái này, đây là mang thai. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem Hồ Liệt Na cái kia ngơ ngác biểu tình, lập tức bật cười, cái này nếu như không phải mang thai, cái bụng có thể lớn như vậy sao? Tô Dật, nhìn xem dường như tiểu lơ mơ đồng dạng Hồ Liệt Na, Đường Nguyệt Hoa lập tức bật cười, ân. Nếu như không phải Tô Dật, còn có thể là của ai? Ây, Hồ Liệt Na nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cái kia đã lớn không ra dáng cái bụng, cả người biến đến ngạc nhiên lên. Lão sư cũng có mang thai, hiện tại lại xuất hiện một nữ nhân, mang thai xem xét liền so lão sư còn muốn lâu. Rõ ràng nàng mới là ban đầu ưa thích Tô Dật, lão sư làm đủ dành trước liền thôi. Này làm sao, lại nửa đường giết ra tới một cái trình rào kim A. Nghĩ tới đây, nhìn xem Tô Dật khuôn mặt Hồ Liệt Na cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh lên. Ngay tại Hồ Liệt Na hoài nghi nhân sinh thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại mọi người bên tai. Mang thai, chẳng phải là Tô Dật mang thai sao? Ta cũng không phải không có. Vừa nói xong, Bỉ Bỉ Đông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai mắt nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cái kia so với nàng năm nhất đại học nửa cái bụng, hai mắt hơi hơi nheo lại. Tại Bỉ Bỉ Đông hiện thân sau đó, Đường Nguyệt Hoa cũng bắt đầu chính thức nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Nữ nhân này vừa xuất hiện, liền mang theo cường đại khí tràng. Hơn nữa, nữ nhân này cũng thành thần. Cái này tiểu hỗn đản cũng thật là sẽ tìm nữ nhân, nàng thành thần liền thôi. Hiện tại,
hắn hai nữ nhân khác rõ ràng cũng thần không biết quỷ không hay thành thần. Tại Bỉ Bỉ Đông hiện thân sau đó, vẫn đứng tại sau lưng Tô Dật Cổ Nguyệt Na đầu tiên là nhìn xem hiện thân Hồ Liệt Na, theo sau tại đến hiện tại xuất hiện trước mặt, cái này khí chàng vô cùng cường đại nữ nhân. Nàng tại nữ nhân này trên mình, đã cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Cho dù tại trên mình Đường Nguyệt Hoa, nàng đều không có cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà tại nữ nhân này trên mình, nàng cảm nhận được. Nhìn tới, chính mình vị này tương lai phu quân, bên người mấy cái nữ nhân, rõ ràng đều là thần. Nếu như không phải nàng bị thương quá nặng, thực lực của nàng cũng hẳn là thần tài đúng. Hiện tại xem ra, nàng là ở vào yếu nhất thế cái kia một cái. Chương 288, cái gì mới là không khói tu la trận. Tại Bỉ Bỉ Đông cường thế xuất hiện phía sau, nhìn đứng ở bên cạnh Đường Nguyệt Hoa Tô Dật, Bỉ Bỉ Đông hai mắt hơi hơi nheo lại. Còn không qua đây, Tô Dật nhìn xem đột nhiên xuất hiện Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông cái kia so đấu Đường Nguyệt Hoa tiểu một nửa cái bụng, nhìn xem trong hai mắt của Bỉ Bỉ Đông tràn ngập ngạc nhiên. Đông Nhi, ngươi, bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tô Dật nhìn xem Bỉ Bỉ Đông cái bụng, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem tựa như một cái giống như kẻ ngu Tô Dật, bật cười còn không qua đây. Lần nữa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, Tô Dật đi tới bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, cấp bách cúi đầu kề sát ở Bỉ Bỉ Đông trên bụng, nghe lấy trong bụng động tĩnh. Tiểu gia hỏa này, còn giống như không thành thật đây. Kề sát ở Bỉ Bỉ Đông trên bụng Tô Dật nghe lấy động tĩnh bên trong, đầu dán vào Bỉ Bỉ Đông cái bụng, ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông cười lấy nói. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Tô Dật dáng vẻ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chỉ tiếc, con của chúng ta, chính giữa cần làm bạn thời điểm, người cái này làm cha, rõ ràng vẫn luôn không tại bên cạnh ta cùng chúng ta hai mẹ con. Bỉ Bỉ Đông nói lấy, cho Tô Dật một cái vô cùng vũ mị mắt trắng. Tô Dật nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Theo sau, Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Đường Nguyệt Hoa, khẽ cười nói, không cho ta giới thiệu một chút sao. Ây, Tô Dật nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, lâm vào trong ngạc nhiên. Không chờ Tô Dật mở miệng, đứng ở một bên Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên hào phóng cười nói, vị tỷ tỷ này, muội muội gọi Đường Nguyệt Hoa. Ồ, Bỉ Bỉ Đông nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, cái kia mang theo ý cười hai mắt, híp lại. Nguyên lai muội muội liền là Đường Nguyệt Hoa a. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông đi tới bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, thò tay kéo lấy cánh tay Đường Nguyệt Hoa, cười híp mắt nói, Đường hảo thế nhưng ca ca của ngươi. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Giữa các nàng sự tình, hai người đều lòng dạ biết rõ. Đường Nguyệt Hoa không nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng như vậy ngay thẳng đã nói đi ra. Đã như vậy, vậy liền ngay thẳng tới. Nghĩ tới đây, Đường Nguyệt Hoa nhìn xem kéo lấy cánh tay nàng Bỉ Bỉ Đông cười tủm tỉm nói, không sai, Đường hảo chính là xá muội ca ca. Cái kia, ngươi cũng đã biết, ca ca ngươi cùng chúng ta võ hồn điện ở giữa ân oán. Bỉ Bỉ Đông nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, cười híp mắt nhìn xem Đường Nguyệt Hoa. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, khẽ cười nói, biết một chút, không phải rất nhiều. Biết cái gì? Bỉ Bỉ Đông nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, nhìn xem Đường Nguyệt Hoa hai mắt, cười đã hoàn toàn híp lại thành một đường nhỏ. Mà Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, khẽ cười nói, tỉ như, lúc trước võ hồn điện tiền nhiệm giáo hoàng, dẫn dắt phong hào đấu la, vây giết ca ca ta thê tử sự tình. Nói thí dụ như, ca ca ta dựa vào hắn thê tử hiến tế, trở thành phong hào đấu la, đem võ hồn điện giáo hoàng trọng thương, đồng thời đẩy lùi mấy vị phong hào đấu la, nhất chiến thành danh, trở thành cái này đấu la đại lục, trẻ tuổi nhất, cũng là Hạo Thiên Tông mạnh nhất phong hào đấu la, bị phong làm Hạo Thiên đấu la. Bỉ Bỉ Đông nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cười tủm tỉm nói, cái này đấu la đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, nhưng là nói sai. Muốn nói đại lục này trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, vậy cần phải loại Tô Dật. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, mở miệng phản bác, Tô Dật cũng không phải cùng hắn một thời đại, ta nói chính là, lúc ấy cùng hắn một thời đại. Bỉ Bỉ Đông nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, lần nữa bật cười. Vậy nếu là nói như vậy, vậy đấu la đại lục này trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, cũng không tới phiên hắn Đường Hạo tới ngồi.
Cho dù cùng hắn một thời đại, nếu là luận trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, tiểu nữ bất tài, vừa vặn so hắn Đường Hạo sớm cái mấy năm tiến vào phong hào đấu la. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông cười nói, tỷ tỷ kia thiên phú, thật đúng là không người có thể so đây. Muội muội cũng không kém a, ta nhớ đến, muội muội hồn hoàn còn muốn biến dị, cả đời không thể kèm theo cái thứ nhất hồn hoàn. Mà bây giờ, muội muội rõ ràng vô thanh vô tức, trực tiếp thành thần. Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, cười nheo lại hai mắt, vậy cũng không sánh được tỷ tỷ a, muội muội chỉ bất quá may mắn có kỳ ngộ, mới thành thần. Không giống tỷ tỷ, giống như cái này thiên phú, tỷ tỷ không đồng dạng thành thần sao? Bỉ Bỉ Đông nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cười nói, ta có thể thành tựu hiện tại thần vị, cũng may mà Tô Dật hỗ trợ, nếu như không có cái này tiểu hỗn đản hỗ trợ, ta cũng không có khả năng thu được cái này thần vị. Thật sao, tỷ tỷ? Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, nhìn xem trong hai mắt của Bỉ Bỉ Đông, tràn ngập kinh hỉ. Cái kia trợn to trong hai mắt, tràn ngập nhìn chi kỷ ánh mắt. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Đường Nguyệt Hoa, nhìn xem ánh mắt của nàng, khi nghe đến Đường Nguyệt Hoa trả lời, cười híp mắt hỏi, chẳng lẽ muội muội thần vị cũng là Tô Dật cái này tiểu hỗn đản giúp ngươi tìm? Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, trong mắt lập tức tràn ngập ý cười. Chờ, liền là ngươi những lời này. Ngoặc kép, cũng không phải sao, tỷ tỷ, trên người của ta cái này thần vị, liền là bởi vì Tô Dật cái này tiểu hỗn đản, ta mới có thể thu được đến. Đường Nguyệt Hoa nói tới chỗ này, quay đầu nhìn Tô Dật, trong mắt tràn ngập yêu thương, nếu như không có cái này tiểu hỗn đản mang ta đi cái chỗ kia, ta như thế nào lại giống như kỳ ngộ này, thành tựu thần vị. Nói đến, muội muội lấy được cái này âm nhạc chi thần thần vị, lúc trước khảo hạch, chỉ cần ta diễn tấu âm nhạc liền có thể. Nghe nói thần khảo đều rất nguy hiểm, mà ta, trọn vẹn không có bất kỳ nguy hiểm, liền thành tựu thần vị. Nói tới chỗ này, Đường Nguyệt Hoa nhìn xem Bỉ Bỉ Đông một mặt quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi nơi đó có hay không có trải qua nguy hiểm a? Ta cái này, còn tốt một điểm, nguy hiểm đến không có quá nhiều, chỉ bất quá, ta kế thừa, là Tu La thần vị, nghe Tu La thần nói, cái này tại thần giới, thế nhưng nhị cấp thần đây. Phải không? Mà đứng ở một bên Tô Dật nghe được Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ ở giữa đối thoại, đứng ở một bên hắn, nghe đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại đã cảm giác chính mình có thể dự đoán đến tiếp xuống hình ảnh cùng tràng cảnh, hắn phảng phất có thể nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa nâng cao một cái bụng lớn cùng nâng cao cái bụng Bỉ Bỉ Đông hai nữ đại chiến tại một chỗ tràng diện. Nghĩ đến đây, Tô Dật liền không kiềm hãm được run rẩy một chút. Hắn hiện tại 10 điểm hối hận. Hối hận đem Đường Nguyệt Hoa mang tới. Nghĩ tới đây, Tô Dật nhìn xem phía trước lẫn nhau cười lấy nhìn đối phương Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta đi xuống trước lại nói. Tốt, Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông hai nữ nghe được lời này của Tô Dật, chăm miệng một lời, trả lời rất sảng khoái. Ân, nhìn xem hai nữ trả lời sảng khoái như vậy, Tô Dật luôn cảm giác có chút bất thường, nhưng mà cụ thể để hắn nói không đúng chỗ nào. Hắn còn nói không được. Không chờ Tô Dật hoàn hồn, Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ liền đã ở trước mặt Tô Dật biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Tô Dật nhìn xem ở trước mặt hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông, nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 289, thông minh cơ trí tiểu Tô Dật. Tô Dật nhìn xem đột nhiên tại trước mặt biến mất hai nữ, lâm vào trong ngạc nhiên. Theo sau nhìn xem đồng dạng có chút mộng bức Hồ Liệt Na, vội mở miệng nói, chúng ta mau đi xem một chút. Ân, Hồ Liệt Na nghe được lời này của Tô Dật, gật đầu một cái, ở trước mặt Tô Dật biến mất không thấy gì nữa, cả người nháy mắt xuất hiện ở trong giáo hoàng điện. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mà Tô Dật nhìn xem liên tiếp ở trước mặt hắn biến mất ba nữ, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Khá lắm, liền ra ngoài một đoạn thời gian, sau khi trở về, ba nữ rõ ràng đều thần không biết quỷ không hay thành thần. Cái này từng cái, thành thần phía sau, đều ưa thích ở trước mặt hắn chơi di chuyển tức thời. Như thế nào sao, bắt nạt nam nhân của các nàng không có thành thần, sẽ không di chuyển tức thời. Nghĩ tới đây, Tô Dật trực tiếp vận chuyển thể nội hồn lực, phía sau băng hỏa long rực bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Siêu, một tiếng.
Tô Dật tại Cổ Nguyệt Na cùng Nha Nha trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Cổ Nguyệt Na cùng Nha Nha hai tiểu chỉ ở không trung mắt lớn chừng mắt nhỏ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Tô Dật xuất hiện ở trong giáo hoàng điện, nhìn xem cùng Bỉ Bỉ đông một chỗ ngồi tại trên ghế giáo hoàng đường Nguyệt Hoa, hai nữ cười cười nói, rất thân thiết. Mà Hồ Liệt Na thì đứng ở một bên, nhìn xem cái kia vừa nói vừa cười hai nữ, trong mắt tràn đầy kỳ quái. Tô Dật nhìn trước mắt như vậy hài hòa một màn, khóe miệng có chút co lại. Tại hắn không vào được thời điểm, cảm giác hai người tự mình đã triển khai đại chiến. Kết quả, hắn hiện tại xuất hiện tại trong giáo hoàng điện nhìn xem cái kia ngồi trên ghế, vừa nói vừa cười hai nữ, khóe miệng không ngừng co quắp. Trước mắt rõ ràng là một bộ 10 điểm hài hòa tràng diện, nhưng mà, Tô Dật luôn cảm giác chính mình phảng phất dường như có thể nhìn thấy hai nữ trên mình phảng phất xuất hiện nồng đậm sát khí, lẫn nhau đối kháng, tranh phong đối lập, không phân cao thấp. Hai nữ nhìn xem xuất hiện ở trong giáo hoàng điện Tô Dật, đồng thời đối Tô Dật mỉm cười. Tiểu hỗn đàn, còn đứng ngay đó làm gì, tới a. Tô Dật nghe lấy hai nữ cái kia chăm miệng một lời kêu lấy đối với hắn tên thân mật, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Hắn thế nào dù sao vẫn có thể tại ngôn ngữ của các nàng bên trong, nghe được một chút không giống bình thường đây. Hắn dù sao vẫn có thể theo hai nữ trong giọng nói, nghe được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Tới a, còn ngần người làm gì, không cho ta thật tốt giới thiệu một chút sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn cái này còn chọc tại chỗ Tô Dật, cười híp mắt nói lấy. Tô Dật nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, lộ ra một cái xấu hổ vô cùng mỉm cười, từng bước một chậm chậm hướng ngồi tại trên ghế giáo hoàng hai nữ đi đến. Hiện tại Tô Dật, cảm giác chính mình mỗi đi một bước, đều giống như tại hướng tử vong thâm uyên đến gần một bước. Tại trong mắt Tô Dật, cái kia ngồi tại trên ghế giáo hoàng mặt hai vị mỹ nhân tuyệt sắc, tựa như là hai cái sắp phệ nhân quái thú. Tại trong mắt Tô Dật, Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa chưa từng như cái này đáng sợ qua. Trước đây, Nguyệt Quan nói hắn là khẩu Phật tâm xà. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia ngồi tại trên ghế giáo hoàng Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông, Tô Dật chỉ muốn đem Nguyệt Quan níu tới, để hắn nhìn cho kỹ, cái gì mới gọi khẩu Phật tâm xà. Nhìn xem cái kia ngồi tại trên ghế giáo hoàng, đối hắn cười tủm tỉm tuyển nhận Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông, Tô Dật cảm giác chính mình đi về phía trước chân nhỏ, đều không kiềm hãm được bắt đầu hơi hơi phát run. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình đây là bị Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hù dọa đến, vậy nhất định là bắp chân của mình đột nhiên lên phản ứng sinh lý, bắt đầu rút gân. Nghĩ tới đây, Tô Dật âm thầm gật đầu một cái, không sai, liền là cái dạng này. Còn đang suy nghĩ miên man Tô Dật, giờ phút này đã bất chi bất giác đi tới ghế giáo hoàng trước mặt. Ân, Tô Dật cảm nhận được hai vai chia nhau bị mềm mại tay nhỏ dựng vào, đem hắn theo trong lúc miên man suy nghĩ kéo lại. Tới, tiểu hỗn đản, làm bên này. Bỉ Bỉ Đông cười híp mắt nhìn xem trước mặt Tô Dật, đối với mình bên trái phủi tay. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông nói xong lời này sau đó, ngồi tại Bỉ Bỉ Đông bên phải Đường Nguyệt Hoa đồng dạng cười híp mắt nhìn xem Tô Dật cười nói, tới, tiểu hỗn đản, làm bên này. Đường Nguyệt Hoa nói lấy, đối với mình bên cạnh bên phải phủi tay. Tô Dật nghe được hai nữ, lập tức ngơ ngác há to miệng. Nghe lấy Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa, tại nhìn xem Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông động tác. Nếu là thuận theo Bỉ Bỉ Đông, ngồi tại Bỉ Bỉ Đông bên trái, như thế, hắn cũng chỉ có thể sát bên Bỉ Bỉ Đông, trọn vẹn chịu không đến Đường Nguyệt Hoa. Trái lại, nếu là nghe Đường Nguyệt Hoa, ngồi tại Đường Nguyệt Hoa bên phải. Như thế, hắn cũng chỉ có thể sát bên Đường Nguyệt Hoa, trọn vẹn chịu không đến Bỉ Bỉ Đông. Nhìn xem hai nữ cái kia bộ dáng cười mị mị, Tô Dật cảm thấy đau đầu. Thời khắc này Tô Dật, trong đầu hoàn toàn có thể nghĩ đến, mặc kệ nghe hai nữ ai, nếu là thật không sát bên một phương khác, hắn đến lúc đó, tuyệt đối sẽ bị hắn băm thành tám mảnh. Nghĩ đến đây, Tô Dật liền không kiềm hãm được run rẩy một chút. Mà vừa mới đi tới trong giáo hoàng điện Cổ Nguyệt Na cùng Nha Nha thì là so sánh hứng thú nhìn trước mắt một màn này. Nha Nha, người nói, Tô Dật gia hỏa này sẽ như thế nào lựa chọn? Cổ Nguyệt Na hỏi đứng ở bên cạnh nàng Nha Nha, trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Mà Nha Nha nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, cười hì hì nói, ta cảm thấy, chủ nhân hẳn là sẽ ngồi tại hai người các nàng chính giữa. Cổ Nguyệt Na nghe được Nha Nha lời này, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn xem cái kia gần như kề cùng một chỗ,
chính giữa trọn vẹn không có khe hở Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa. Nhìn xem đứng tự bên cạnh một mặt tự tin Nha Nha, mở miệng hỏi, ngươi xác định, hắn có thể ngồi vào đi. Ngươi vẫn là coi thường chủ nhân cái kia so tường thành còn dày hơn da mặt. Nha Nha nói tới chỗ này, con mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Đối với Cổ Nguyệt Na cùng Nha Nha tới nói, tuổi của các nàng cấp tuy là đều rất lớn, nhưng mà, một cái ngủ say thời gian quá dài, sau khi tỉnh lại, trọn vẹn liền là một cái tiểu lô ly tư tưởng. Mà Nha Nha càng là như vậy, mới vừa vặn hóa hình, vốn là tiểu hài tử. Mà các nàng hai cái, một cái là Ngân Long Vương, một cái là Thập Thủ Liệt Dương Xà. Mà Thập Thủ Liệt Dương Xà lần nữa tiến hóa, liền là Thập Thủ Liệt Dương Long. Hai người, nói cho cùng, trong thân thể đều có cường đại long tộc huyết mạch. Thêm nữa hai người đều cũng có là trẻ con tử tâm tính, nguyên cớ, các nàng tại cãi nhau sau đó, đều là trẻ con tâm tính, cũng đều là long tộc hậu duệ các nàng, tâm tâm tương thích, trở thành hảo bằng hữu. Ngay tại Nha Nha nói xong lời này sau đó, đứng ở Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ trước mặt Tô Dật đã triển khai hành động. Hắc hắc, Tô Dật đối Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ lộ ra một cái 10 điểm nụ cười thật thà, Tô Dật cái này cười, để Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ đồng thời sững sờ. Mà Tô Dật liền tóm lấy hai nữ ngây người thời gian, một tay ôm Bỉ Bỉ Đông, một tay ôm Đường Nguyệt Hoa. Theo sau, tại hai nữ trước mặt quay người, trực tiếp theo hai nữ ở giữa lộ ra ngoài một chút khe hở chen vào. Nhìn xem hơi sừng sốt hai nữ, Tô Dật đối Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ khẽ cười nói, ta ngồi tại giữa các ngươi không phải tốt sao? Các ngươi nói, có phải hay không? Nói tới chỗ này, Tô Dật âm thầm cho chính mình dựng lên một cái ngón cái, tán dương chính mình cũng thật là cái thông minh cơ trí tiểu cơ linh quỷ. Hắc hắc, chương 290, triệt để điên cuồng Hồ Liệt Na. Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông nhìn xem bước lên tiến vào giữa các nàng Tô Dật, nhìn ngồi ở bên người, cười đùa tí từng Tô Dật, Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ đồng thời, phốc phốc, một tiếng bật cười. Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông hai nữ cười lấy liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem ngồi tại các nàng bên cạnh, da mặt dày Tô Dật, đồng thời nói, lần này, liền tha ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nhớ kỹ, lần sau, không cho phép tùy tiện thu nữ nhân, biết không? Tô Dật nghe được Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông hai nữ, cấp bách gật đầu, tựa như một cái gà con mổ thóc đồng dạng, nhanh chóng gật đầu. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ta đây, tại theo ngươi sau khi rời đi, liền triệt để buông xuống hết thảy. Đường Nguyệt Hoa nhìn xem ngồi ở bên cạnh Tô Dật, trong mắt tràn đầy ôn nhu, tại thành thần sau đó, ta càng là đem trừ ngươi ra tất cả sự vật cùng người, toàn bộ cắt bỏ, chặt đứt hết thảy. Tại Hạo Thiên Tông động thủ với ta một khắc này, liền để ta triệt để tuyệt vọng. Mà lần này, theo ngươi một chỗ tới trước cái này võ hồn điện, tới gặp tỷ tỷ, liền là buông xuống tất cả, chuyên chú cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Tô Dật nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, hơi sững sờ. Mà ngồi ở Tô Dật bên trái Bỉ Bỉ Đông nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, đối Tô Dật khẽ cười nói, muội muội nói không sai. Tại ngươi không vào được cái kia trong một giây lát, tỉ muội chúng ta hai người đã sớm tại lúc gặp mặt, vừa nói chuyện, một bên dùng thần niệm giao lưu. Kỳ thực, vừa mới hai chúng ta, một mực ở trước mặt ngươi diễn kịch đây. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem ngồi tại nàng và bên cạnh Đường Nguyệt Hoa, một mặt mộng bức Tô Dật, mỉm cười, tiếp tục nói, Hạo Thiên Tông, ta có thể vì muội muội, không đi chủ động đụng hắn. Tất nhiên, nếu như Hạo Thiên Tông bọn hắn nhất định phải tự tìm cái chết. Như thế, Hạo Thiên Tông bọn hắn cũng không có tồn tại tất yếu. Ngồi tại Tô Dật bên phải Đường Nguyệt Hoa nghe được lời này của Bỉ Bỉ Đông, đối Bỉ Bỉ Đông hơi hơi cúi đầu, Nguyệt Hoa tại nơi này, đa tạ tỷ tỷ. Chỉ hy vọng, đến lúc đó, song phương quyết đấu, đừng để ta biết liền tốt. Bỉ Bỉ Đông cùng Tô Dật hai người nghe được lời này của Đường Nguyệt Hoa, đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Thật lâu sau đó, Tô Dật nhìn xem Đường Nguyệt Hoa nhu hòa nói tốt. Tốt. Ngươi cũng đừng lại nơi này chậm trễ tìm muội tán gẫu. Một đại nam nhân, đừng có lại tìm muội chúng ta trước mặt mù dính vào. Bỉ Bỉ Đông nói lấy, trực tiếp đem một mặt kinh ngạc Tô Dật đẩy xuống dưới. Tô Dật một mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi tại trên ghế giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa, mà Đường Nguyệt Hoa nhìn vẻ mặt mộng bức Tô Dật, phốc phốc, một tiếng bật cười, ngươi a, tựa như tỷ tỷ nói, hai chúng ta nói chút ít chúng ta sắp làm mẹ việc tư,
ngươi một đại nam nhân, cũng nghe không hiểu, đi mau, đi mau. Tô Dật nhìn xem nháy mắt liên hợp lại Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ, khóe miệng không ngừng co quắp. Mà vẫn đứng tại một bên ngẩn người Hồ Liệt Na, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông nhìn nàng một cái phía sau, khi nghe đến Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa hai nữ, nhìn xem trong hai mắt của Tô Dật tràn ngập xuân ý. Hồ Liệt Na len lén liếc một chút Tô Dật sau đó, mặt nhỏ phụ đầy đỏ ửng, đỏ bừng, dường như một quả chín mọng táo đỏ, muốn cho người đi lên cắn một cái. Tô Dật, sư phụ đều gọi ngươi rời đi, ngươi còn ngây ngốc tại nơi đó làm gì? Hồ Liệt Na nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh Tô Dật, hai tay kéo lấy cánh tay Tô Dật, đối Bỉ Bỉ Đông hơi hơi cúi đầu, sư phụ, cái kia Na Na trước hết mang theo Tô Dật từ nơi này rời đi, ngài cùng Nguyệt Hoa tỷ tỷ thật tốt trò chuyện, chúng ta đi trước. Hồ Liệt Na nói xong, mang theo Tô Dật trực tiếp tại Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông trước mặt hai người biến mất không thấy gì nữa. Lưu ở trong giáo hoàng điện cùng Nguyệt Na cùng Nha Nha nhìn xem mang theo Tô Dật đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Hồ Liệt Na cùng Tô Dật. Cùng Nguyệt Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bên cạnh Nha Nha hỏi, nàng đây là, mang theo Tô Dật đi làm cái gì? Nha Nha nghe được lời này của Cổ Nguyệt Na, nhìn vẻ mặt mê mang Cổ Nguyệt Na, người nhỏ mà ma mãnh nói, còn có thể đi làm cái gì, đương nhiên là mang theo chủ nhân tạo tiểu hài đi. A, Cổ Nguyệt Na nghe được Nha Nha lời này, biến có thể so ngạc nhiên. Theo sau nhìn xem Nha Nha hoài nghi nhân sinh nói, ta nhìn ra hỏa kia, vẫn còn tấm thân xử nữ a, chẳng lẽ nữ nhân kia cũng là Tô Dật nữ nhân. Nha Nha nhìn vẻ mặt mê mang Cổ Nguyệt Na, nhìn trên mặt Cổ Nguyệt Na loại kia hoài nghi nhân sinh biểu tình, che miệng vụng trộm cười nói, cái kia mang theo chủ nhân biến mất rời đi thiếu nữ, gọi là Hồ Liệt Na. Lúc trước, liền là Hồ Liệt Na chủ mẫu cùng chủ nhân cùng ta một chỗ gặp gỡ, phía sau ta liền nhận chủ nhân liền theo cái kia như địa ngục địa phương, đem ta mang ra ngoài. Như địa ngục địa phương, Cổ Nguyệt Na nghe được Nha Nha lời này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ân ân, đối với hiện tại ta tới nói, nơi đó liền là một cái địa ngục. Nha Nha nói lấy, mang theo Cổ Nguyệt Na theo trong giáo hoàng điện rời đi, đem không gian để lại cho Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông hai nữ. Một đường vừa đi vừa nói, đối Cổ Nguyệt Na nói nàng ở trong địa ngục lộ sinh hoạt. Một bên khác, Hồ Liệt Na mang theo Tô Dật trực tiếp tại giáo hoàng điện biến mất sau đó, trực tiếp xuất hiện tại trong gian phòng của Tô Dật. Phanh, một tiếng, Tô Dật cùng Hồ Liệt Na trực tiếp quàng tại trên giường. Hồ Liệt Na đè ép một mặt mộng bức Tô Dật, không nói hai lời, trực tiếp mãnh liệt hôn vào Tô Dật môi mỏng bên trên. Ân, Tô Dật bị Hồ Liệt Na như vậy mãnh liệt đột nhiên tập kích, trực tiếp trợn to hai mắt. Nhìn xem mị nhãn như tơ Hồ Liệt Na, hoàn hồn phía sau, hắn trực tiếp đem Hồ Liệt Na ép xuống, đảo khách thành chủ. Chỉ tiếc, còn không đảo khách thành chủ vài giây đồng hồ thời gian, trực tiếp lần nữa bị Hồ Liệt Na đoạt chủ, đem Tô Dật ép xuống. Sau một hồi lâu, hai người rời môi, Tô Dật nhìn xem như vậy đè ở trên người, mị nhãn như tơ Hồ Liệt Na, khẽ cười nói, đây là thế nào? Hồ Liệt Na nghe được lời này của Tô Dật, tức giận trợn nhìn một chút Tô Dật, mở miệng nói ra, ngươi nói thế nào? Sư phụ mang thai liền thôi, hiện tại, liền Đường Nguyệt Hoa đều đã có mang thai của ngươi. Ba người chúng ta bên trong, liền ta không có liền thôi, ngươi rõ ràng còn không có đem ta ăn. Nói tới chỗ này, trong mắt Hồ Liệt Na tràn ngập ủy khuất. Ta, còn không chờ Tô Dật nói cái gì, Hồ Liệt Na trực tiếp duỗi ra nàng cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài điểm vào Tô Dật trên môi, không cho Tô Dật nói chuyện. Nhìn xem Tô Dật vô cùng quyến rũ nói, yên tâm, chuyện kế tiếp, đều giao cho ta. Hồ Liệt Na nói xong, thân thể di động xuống dưới. Chỉ là nhẹ nhàng vừa đụng, còn không có hoàn toàn bắt đầu, Tô Dật trong đầu nháy mắt hiện ra một cái thành ngữ. Không chứa mà đứng, theo uyển chuyển du dương âm luật vang lên, Tô Dật triệt để đã biết góp nhặt vẫn như cũ, triệt để bạo phát Hồ Liệt Na, đến cùng mảnh cỡ bao nhiêu. Nếu như nói Đường Nguyệt Hoa là ôn nhu như nước, Bỉ Bỉ Đông là cao quý bá khí. Cái kia Hồ Liệt Na liền là nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình đến để Tô Dật eo cũng vì đó run rẩy. Một mình nàng, thắng Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Nguyệt Hoa các nàng hai cái. Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông tính gộp lại, đều không đủ nàng một người đánh. Liền một chữ, triệt để điên cuồng. Chương 291, Đường Tam cảm giác chính mình lại đi. Làm Đường Tam tìm tới phụ thân Đường Hạo, tại Đường Hạo dẫn dắt tới trở lại Hạo Thiên Tông sau đó.
Đường Hạo đại ca, cũng liền là Đường Tam đại bá Đường Khiếu nhìn thấy trở về tông môn Đường Hạo cùng Đường Tam hai cha con, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Làm Đường Khiếu nhìn thấy Đường Hạo cái kia thiếu hụt cánh tay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, theo sau nhìn xem Đường Hạo tức giận hỏi, người cánh tay này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai? Rõ ràng có thể đem cánh tay của ngươi chặt đứt. Đường Hạo cùng Đường Tam hai cha con nghe được Đường Khiếu lời này, hai cha con liếc nhau, song phương đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lộ ra nồng đậm hận ý. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đứng ở Đường Hạo cùng bên cạnh Đường Tam Đường Khiếu, nhìn xem trước mặt trong mắt tràn ngập hận ý hai cha con, liền đã xác định cánh tay Đường Hạo tuyệt đối là hai người phụ tử bọn hắn cửu nhân tạo thành. Nghĩ tới đây, Đường Khiếu nhìn xem Đường Hạo mở miệng hỏi, người cánh tay này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Hạo nghe được Đường Khiếu lời này trong hai mắt lộ ra thật sâu vẻ oán độc, hung ác nói, võ, hồn, điện. Đường Khiếu nghe được lời này của Đường Hạo, trong mắt lửa giận triệt để bắn ra, chẳng phải là võ hồn điện. Cùng bọn hắn làm. Hiện tại liền bắt đầu triệu tập Hạo Thiên Tông các đệ tử cùng trưởng lão, theo ta xuất thế, hủy diệt võ hồn điện. Ngay tại Đường Khiếu nói xong câu đó sau đó, Hạo Thiên Tông các trưởng lão nhộn nhịp tới trước ngăn cản, từng cái nhìn xem trong mắt Đường Hạo, tràn đầy kinh hoàng, tông chủ đại nhân, tuyệt đối không thể xúc động a. Không sai a, tông chủ đại nhân, chúng ta Hạo Thiên Tông tuy mạnh, nhưng mà, chúng ta căn bản là không cách nào cùng võ hồn điện chống lại. Đường Tam đứng ở một bên, nhìn xem Hạo Thiên Tông những trưởng lão này khi nghe đến Đường Khiếu muốn tiến công võ hồn điện thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh hoàng cùng bọn hắn nhộn nhịp mở miệng phản đối, hai mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn xem những người này, trên mặt của Đường Tam lộ ra mỉa mai cười lạnh, đây chính là đấu la đại lục cái gọi là, có thiên hạ đệ nhất công kích khí võ hồn Hạo Thiên Tông. Nơi này có phần nói chuyện của ngươi, ngươi bất quá là Đường Hạo nhi tử. Có tư cách gì tại cái này Hạo Thiên Tông nói chuyện? Cái kia nguyên bản nghe được Đường Khiếu quyết định các trưởng lão, từng cái nhìn xem xuất hiện tại Hạo Thiên Tông bọn hắn Đường Hạo cùng Đường Tam, trong mắt tràn ngập hận ý cùng phản cảm. Nếu không phải là bởi vì hai người phụ tử bọn hắn lên núi, Đường Khiếu như thế nào lại làm ra như vậy quyết định? Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện quyết đấu, trọn vẹn liền là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Mà cái này xuất hiện tại Hạo Thiên Tông Đường Hạo cùng Đường Tam, biết rất rõ ràng chỉ dựa vào Hạo Thiên Tông bọn hắn, hoàn toàn không cách nào cùng võ hồn điện chống lại. Biết rõ như vậy, còn muốn tới Hạo Thiên Tông mời tông chủ xuất sơn. Vì chính bọn hắn bản thân riêng, lại muốn mang theo Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện chống lại, hướng đi diệt vong. Đây là bọn hắn những người này, tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Những trưởng lão này nghĩ tới đây. Trong đó một vị Hạo Thiên Tông trưởng lão hung tợn nhìn xem Đường Tam cùng Đường Hạo phụ tử, "Đường Hạo, ngươi đã sớm không phải người Hạo Thiên Tông, chớ nói chi là con của ngươi. Phụ tử các ngươi hai người đều chưa hề quay về tông môn tư cách." Ngay tại vị trưởng lão này, lão nhị nói không sai, "Phụ tử các ngươi muốn tìm võ hồn điện báo thù, đó là các ngươi hai cha con ở giữa sự tình. Các ngươi muốn tự tìm cái chết." Vì cái gì còn muốn kéo lên toàn bộ Hạo Thiên Tông tới cho các ngươi chôn cùng? Đúng đấy, phụ tử các ngươi hai người, lòng dạ đáng chém. Hạo Thiên Tông các trưởng lão, từng cái đem Đường Hạo Đường Tam hai cha con bao vây tại trong đó, trong mắt tràn ngập căm hận. Đường Tam nghe được lời của mọi người, trong mắt khinh thường càng là tăng nhiều. Oanh, một tiếng, vô cùng to lớn thần lực trực tiếp theo trên mình Đường Tam bắn ra. Những cái này bao vây Đường Hạo cùng Đường Tam Hạo Thiên Tông các trưởng lão, cũng bởi vì Đường Tam trên mình bộc phát ra thần lực, từng cái toàn bộ quỳ ở trước mặt Đường Tam. Lúc này Hạo Thiên Tông những trưởng lão này, từng cái nhìn xem Đường Tam trên mình xoay quanh hồn hoàn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đen 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 đỏ đỏ vàng 10 mai hồn hoàn, sơ sơ 10 mai hồn hoàn tại trên mình Đường Tam vây quanh. Cái này, làm sao có khả năng? Một người có nhiều nhất hồn hoàn chẳng phải là 9 cái sao? Trên mình Đường Tam, vì sao lại có 10 mai hồn hoàn? Hơn nữa, theo Đường Tam bộc phát ra cảm giác áp bách, rõ ràng để bọn hắn cảm giác chính mình tại trước mặt Đường Tam, liền là một con giun dế, tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Đường Tam, hiện tại đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Tại Hạo Thiên Tông những trưởng lão này trong đầu ngay tại suy tính Đường Tam cảnh giới thời gian, Đường Tam nhìn xem dưới chân những cái này quỳ.
toàn thân run lẩy bẩy Hạo Thiên Tông trưởng lão thời gian, khóe miệng hơi hơi dương lên. Uy áp cũng mang cho bọn hắn, hiện tại, chỉ cần nói rõ với bọn họ lợi và hại, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc một chỗ đối phó Võ Hồn Điện. Nghĩ tới đây, Đường Tam đem trên mình phóng thích ra thần lực toàn bộ thu về. Nhìn xem trước mặt những cái này cả người toát mồ hôi lạnh, không dám đứng dậy Hạo Thiên Tông các trưởng lão. Tô Dật nhìn xem quỳ gối trước mặt Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, thò tay đem đại trưởng lão đỡ dậy, trong mắt tràn ngập chân thành cùng áy náy nói, đại trưởng lão, Đường Tam không thể không mạo phạm, xin hãy tha thứ. Bị Đường Tam đỡ dậy đại trưởng lão nghe được lời này của Đường Tam, nhìn xem trong mắt Đường Tam tràn ngập phức tạp. Đường Tam nhìn xem trước mặt yên lặng đại trưởng lão, mở miệng nhu hòa nói, Hạo Thiên Tông các vị trưởng lão, hủy diệt Võ Hồn Điện, cũng không phải tiểu tử vì báo mình cùng Võ Hồn Điện bản thân riêng thù. Nói tới chỗ này, Đường Tam nhìn xem mọi người mở miệng chậm chậm nói, Võ Hồn Điện, nhất định phải hủy diệt, không thể tại tồn tại cái này đại lục. Bọn hắn đã đem thân là Thượng Tam Tông Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hủy diệt, tiếp một cái, các ngươi cảm thấy có phải hay không là chúng ta Hạo Thiên Tông. Đường Tam lời này để Hạo Thiên Tông những trưởng lão này toàn bộ ngạc nhiên, từng cái, nghe được lời này của Đường Tam, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Liền Hạo Thiên Tông tông chủ, Đường Hạo ca ca Đường Khiếu nghe được lời này của Đường Tam, cũng vì đó kinh động. Tiểu Tam, ngươi nói cái gì? Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, bị Võ Hồn Điện hủy diệt. Đường Tam nghe được Đường Khiếu lời này, cái này Hạo Thiên Tông, duy nhất để hắn mang theo một chút hảo cảm tồn tại. Mặc kệ hắn có phải hay không Hạo Thiên Tông tông chủ, tại hắn cùng phụ thân sau khi trở về, Đường Tam có thể nhìn thấy Đường Khiếu trong mắt cái kia thật thật tình cảm. Hắn cái này đại bá, là thật quan tâm hắn cùng phụ thân. Nguyên cớ, tại Đường Tam phóng thích thần lực uy áp thời điểm, hắn không có đem uy áp bao phủ tại Đường Khiếu trên mình. Nghe được Đường Khiếu lời này, Đường Tam nhìn xem Đường Khiếu một mặt ngưng trọng nói, không sai, đại bá. Chúng ta Hạo Thiên Tông tị thế thời gian quá lâu, phía ngoài tin tức các ngươi căn bản không biết rõ. Mà bây giờ, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông lần lượt bị Võ Hồn Điện hủy diệt. Thượng Tam Tông hiện tại, cũng chỉ còn lại Hạo Thiên Tông một tông. Ta đã liên hợp tốt Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La hai đại đế quốc, chỉ cần tại tăng thêm chúng ta lực lượng Hạo Thiên Tông, ba chúng ta phương hợp tác, hủy diệt Võ Hồn Điện, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hiện tại ta, đã không phải là loài người. Chương 292, Võ Hồn Điện, ta Đường Tam diệt định. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hiện tại ta, đã không phải là loài người. Ân, đừng nói là Hạo Thiên Tông những trưởng lão này, liền Đường Tam đại bá Đường Khiếu nghe được lời này của Đường Tam, đều một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Đường Tam nhìn xem trong mắt mọi người kinh ngạc, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Thế nhân đều biết, cái này đấu la đại lục mạnh nhất hồn sư đẳng cấp, liền là phong hào đấu la. Mỗi cái hồn hoàn đại biểu một cái hồn sư đẳng cấp, có 9 cái hồn hoàn hồn sư, liền là phong hào đấu la, cũng là một cái nhân loại cực hạn. Nói tới chỗ này, Đường Tam nhìn xem mọi người cười nói, như các ngươi nhìn thấy, trên người của ta có 10 mai hồn hoàn. Mà ta, cũng đạt tới phong hào đấu la bên trên cảnh giới. Đó chính là, thần, Đường Khiếu cùng Hạo Thiên Tông mấy vị này trưởng lão nghe được lời này của Đường Tam, từng cái ánh mắt lộ ra kinh hãi. Mà đứng tại Đường Tam bên người Đường Hạo nghe được lời này của Đường Tam, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Đây chính là hắn Đường Hạo nhi tử, tiên thiên mãn hồn lực, trời sinh đôi võ hồn. Hơn nữa, hắn nhi tử, nếu như không có gặp được cái kia quái vật, tuyệt đối là đại lục này bên trên, có thiên phú nhất người. Mà bây giờ, Võ Hồn Điện cái kia quái vật có vẻ như còn không biết rõ thành thần biện pháp. Mà con của hắn, Tiểu Tam, đã trở thành thần. Đường Tam nhìn xem kinh hãi mọi người, khóe miệng hơi hơi dương lên, mọi người đều biết, 10 năm hồn hoàn là màu trắng, 100 năm hồn hoàn là màu vàng, 1000 năm hồn hoàn là màu tím, 1000 năm hồn hoàn là màu đen, mà 100000 năm hồn hoàn màu sắc, thì là cái này màu đỏ. Nói tới chỗ này, trong mắt Đường Tam tràn ngập ý cười, mà trên người của ta cái này cuối cùng một mai hồn hoàn màu vàng, thì đại biểu là 100000 năm. Thần cấp hồn hoàn, 100000 năm, thần cấp hồn hoàn,
Hạo Thiên Tông một đám trưởng lão cùng Đường Khiếu nghe được lời này của Đường Tam, từng cái há to miệng, không biết làm sao. Hôm nay, bọn hắn nghe được tin tức, một cái so một cái còn muốn vì rừng chấn động. Cái gì thần A, cái gì siêu việt phong hào đấu la, cái gì 10 cái hồn hoàn, cái gì trăm vạn năm hồn hoàn, cái này từng cái theo Đường Tam trong miệng đi ra tin tức, để bọn hắn đã biết, nguyên lai mình mới là cái kia ếch ngồi đáy giếng. Cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đường Tam nhìn xem mọi người vẫn không có hoàn hồn, nhìn xem trên mặt bọn họ lộ ra chấn kinh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Thần, liền là người đột phá cực hạn, tại phong hào đấu la bên trên cảnh giới. Thành thần phía sau, không riêng sẽ có vĩnh hằng sinh mệnh, hơn nữa, thực lực bản thân, sẽ còn tăng lên gấp trăm lần nhiều, cho dù mấy chục cái phong hào đấu la bên trong siêu cấp đấu la một chỗ vây công, cũng sẽ không là thần đối thủ. Hạo Thiên Tông những trưởng lão này nghe được lời này của Đường Tam, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Tam nói ra những lời này, bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, phía trước Đường Tam trên mình phóng thích ra khí tức, cũng đủ để nói rõ, Đường Tam bản thân thực lực, sâu không lường được. Hơn nữa, bọn hắn tại Đường Tam trên mình phóng thích ra trong hơi thở, cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Bọn hắn thật sâu xác định, nếu như lúc ấy Đường Tam muốn tính mạng của bọn hắn, tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay, lật tay trấn áp bọn hắn. Nguyên cớ, bọn hắn tại nghe được lời này của Đường Tam sau đó, từng cái nghĩ đến Võ Hồn Điện hạ tràng. Mọi người đều biết, Võ Hồn Điện là đại lục này thế lực cường đại nhất, có bọn hắn phong hào đấu la cũng là nhiều nhất. Hồn sư, càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn những cái này Hạo Thiên Tông trưởng lão nguyên cớ không đồng ý tiến đánh Võ Hồn Điện, liền là bởi vì trong Võ Hồn Điện, có phong hào đấu la quá nhiều. Hạo Thiên Tông bọn hắn phong hào đấu la tuyệt đối không có đối phương hơn một nửa, lại thêm trong Võ Hồn Điện có hồn sư số lượng thực sự quá tải to lớn, căn bản cũng không phải là bọn hắn chỉ là một cái Hạo Thiên Tông có thể chống lại. Mà bây giờ, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Đường Tam, đã thành thần. Có Đường Tam một người tại, đủ để địch nổi toàn bộ Võ Hồn Điện phong hào đấu la. Lại thêm, phía trước trong miệng Đường Tam nói, hắn đã liên hợp Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hai đại đế quốc. Chỉ cần tại tăng thêm Hạo Thiên Tông bọn hắn, muốn hủy diệt Võ Hồn Điện, quả thực liền là dễ như trở bàn tay. Hạo Thiên Tông các vị trưởng lão nghĩ tới đây, nhộn nhịp liếc nhau. Theo sau, bọn hắn nhìn xem Đường Tam, cùng nhau quỳ xuống, chúng ta nguyện ý nghe theo đại nhân an bài, hủy diệt Võ Hồn Điện. Đường Tam nhìn xem những cái này quỳ gối trước mặt Hạo Thiên Tông các trưởng lão, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Hắn là sát thần vị, còn cần 10 tên hồn đấu la cấp bậc trở lên đệ tử Hạo Thiên Tông, hiện tại xem ra, trước mặt những trưởng lão này, liền có 3 cái người tốt chọn. Mà hắn hiện tại trên mình thừa kế thần vị, là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tìm tới Hắc Ám Chi Thần truyền thừa thần điện, phía sau tại cái kia truyền thừa thần điện bên trong, lợi dụng chính mình thứ nhất võ hồn, làm Ngân Hoàng truyền thừa Hắc Ám Chi Thần thần vị. Chỉ cần tại hiến tế 10 tên hồn đấu la cấp bậc trở lên đệ tử Hạo Thiên Tông, như thế là hắn có thể kế thừa xong thần vị. Hơn nữa, La Sát Chi Thần thần vị truyền thừa, Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được, cái này La Sát Chi Thần phảng phất muốn so Hắc Ám Chi Thần càng hơn một bậc. Vì không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, xong thần vị phải toàn bộ truyền thừa. Nghĩ tới đây, trong mắt Đường Tam hiện lên một chút hàn mang. Chư vị trưởng lão xin đứng lên, Đường Tam bất quá một cái vãn bối, vô luận Đường Tam hiện tại là người vẫn là thần, các vị đang ngồi đều là Đường Tam trưởng bối. Một cái vãn bối, làm sao có thể đảm đương đến các vị trưởng bối quỳ lạy lễ nghi. Những cái này quỳ ở trước mặt Đường Tam Hạo Thiên Tông các trưởng lão, nghe được lời này của Đường Tam, từng cái kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn nhìn xem trong mắt Đường Tam, tràn ngập xúc động, Hạo Thiên Tông, chỉ có thực lực mạnh hơn, mới sẽ càng thêm được người tôn trọng. Mà đại nhân hiện tại đã thành tựu thần vị, chúng ta lý nên tuân theo. Cái này, Đường Tam nghe được Hạo Thiên Tông những trưởng lão này lời này, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Vẫn đứng ở một bên Đường Khiếu thấy vậy, đưa lưng về phía những trưởng lão kia, đối Đường Tam dựng lên một cái ngón cái. Tốt Tiểu Tam, ngươi liền nghe từ những thứ này các trưởng lão ý kiến a. Đường Tam nghe được Đường Khiếu lời này, một mặt do dự, nhìn xem cái kia quỳ gối Hạo Thiên Tông các trưởng lão, đích thân đem đối phương từng cái đỡ dậy, một mặt ngưng trọng nói, chư vị trưởng lão yên tâm,
ta Đường Tam lần nữa phát thệ, không diệt Võ Hồn Điện, ta thề không làm người. Võ Hồn Điện, ta Đường Tam diệt định. Nói tới chỗ này, trên mình Đường Tam bộc phát ra một loại khí thế cường đại. Cái kia vây quanh Đường Tam đứng đấy Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão nhìn xem Đường Tam trong mắt tự tin, cùng Đường Tam trên mình bộc phát ra khí thế, từng cái quen biết cười một tiếng. Bọn hắn biết, Hạo Thiên Tông bọn hắn, muốn triệt để quật khởi. Bất quá, mấy vị trưởng lão, ta cần các ngươi giúp Đường Tam một vấn đề nhỏ. Đường Tam đem khí thế trên người vừa thu lại, nhìn xem Hạo Thiên Tông mấy vị trưởng lão khẽ cười nói. Hạo Thiên Tông cầm đầu đại trưởng lão nghe được lời này của Đường Tam, nhìn xem Đường Tam mở miệng nhẹ nhàng hỏi, đại nhân mời nói. Đường Tam nghe được Hạo Thiên Tông đại trưởng lão lời này, mỉm cười, ta cần tại Hạo Thiên Tông tìm ra 10 tên hồn đấu la cấp bậc cường giả, cùng một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Đấu LA chi song thương tuyệt thế. Chương 293, lão sư, ngươi trở về, lão sư, ngươi trở về. Chu Trúc Thanh tại Tô Dật trở về ngày hôm sau, liền đã biết Tô Dật trở về tin tức. Khi biết Tô Dật trở về cái tin tức này, Chu Trúc Thanh không kịp chờ đợi đi tới Tô Dật nơi ở. Vừa tiến vào Tô Dật trong đình viện, liền nhìn xem đến Tô Dật ngồi tại bên cạnh ao nhìn xem cá lội trong nước. Bạn đang đọc truyện trên 123tiuyen.com, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chu Trúc Thanh nhìn thấy cái bóng lưng này thời điểm, cả người sững sờ tại chỗ. Theo sau, cả người hóa thành một đạo gió hương hướng Tô Dật quét sạch mà đi. Phù phù, một tiếng, Chu Trúc Thanh từ phía sau ôm chặt lấy Tô Dật, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hô hào. Tô Dật tại Chu Trúc Thanh lúc tiến vào, liền đã cảm nhận được Chu Trúc Thanh. Tại Chu Trúc Thanh ôm lấy chính mình phía sau, Tô Dật quay người, nhìn trước mắt đầy mắt xúc động cùng tưởng niệm Chu Trúc Thanh, khẽ cười nói, nhiều lớn người, còn như đứa bé con dường như. Lão sư cũng không phải xuất hiện cái gì nguy hiểm, hoặc là không trở lại. Tô Dật nói tới chỗ này, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của Chu Trúc Thanh, đầy mắt ý cười. Lão sư, Trúc Thanh đã sớm không phải tiểu hài tử. Chu Trúc Thanh nghe được lời này của Tô Dật, ở trước mặt Tô Dật cố ý ưỡn nàng cái kia ngạo nhân hung khí. Tô Dật nhìn xem Chu Trúc Thanh động tác, mỉm cười, tiểu hài tử liền là tiểu hài tử. Nói tới chỗ này, nguyên cớ như tuốt mèo đồng dạng, xoa đầu nhỏ của Chu Trúc Thanh hỏi, gần nhất tu luyện, có hay không có buông lòng. Chu Trúc Thanh bị Tô Dật như vậy khẽ vuốt, 10 điểm hưởng thụ đóng lại hai mắt. Nghe lấy Tô Dật hỏi thăm, Chu Trúc Thanh híp mắt hai mắt nói, không có, Trúc Thanh hiện tại đã trở thành hồn đấu la, không dùng đến 3 năm, nhất định sẽ trở thành phong hào đấu la. Tô Dật nghe được lời này của Chu Trúc Thanh, nhìn xem trong mắt Chu Trúc Thanh tràn đầy khen ngợi. Trừ ăn ra tiếp một gốc tiên thảo sau đó, Chu Trúc Thanh không còn có bất luận cái gì kỳ ngộ. Có thể dựa vào sức một mình, tu luyện tới hồn đấu la, thiên phú là một phương diện, cố gắng cùng khắc khổ mới là trọng yếu nhất. Nhìn tới, tại chính mình không còn trong mấy ngày này, Chu Trúc Thanh đối tu luyện xong toàn bộ không có hạ xuống. Ngược lại càng khắc khổ, cùng cố gắng. Nghĩ tới đây, Tô Dật tiếp tục khẽ vuốt ve đầu nhỏ của Chu Trúc Thanh, khen ngợi nói, không tệ, tin tưởng ngươi không được bao lâu thời gian liền sẽ trở thành phong hào đấu la, tiếp tục cố gắng, đến lúc đó, lão sư giúp ngươi tìm một cái thần vị, tới để ngươi truyền thừa. Ta chỉ muốn trở thành lão sư đao trong tay lưỡi đao, làm ngài vượt mọi chông gai. Ta chỉ muốn vĩnh viễn theo lão sư bên cạnh, có được hay không thần, đối Trúc Thanh tới nói, cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể giúp được lão sư, Trúc Thanh ăn bao nhiêu khổ, thù bao nhiêu tội, Trúc Thanh trong lòng đều chỉ cảm giác ngọt ngào. Chú Trúc Thanh nói tới chỗ này, nhìn xem trong mắt Tô Dật bao hàm thâm tình, ẩn ý đưa tình nhìn xem Tô Dật nhu hòa mà lại thâm tình nói, là ngài, để ta tìm được cuộc sống định nghĩa cùng sống tiếp động lực. Là ngài, cứu vớt Trúc Thanh, ban cho Trúc Thanh nhân sinh mới. Lão sư, ta, còn không chờ chú Trúc Thanh mẫu đơn trắng xong. Ngồi ở đối diện Chu Trúc Thanh, Tô Dật cấp bách thò tay đặt tại Chu Trúc Thanh cái kia mê người trên môi đỏ mọng. Trúc Thanh a, ngươi bây giờ còn nhỏ, tâm ý của ngươi đây, lão sư cũng đều hiểu. Chờ ngươi lớn, ngươi sẽ biết. Tốt, Trúc Thanh, lão sư vì ngươi đi tìm truyền thừa thần vị đi. Nói tới chỗ này, Tô Dật nhìn xem trước mặt lười biếng mèo con Chu Trúc Thanh nói, ngươi không phải cũng nói, muốn một mực đi theo tại lão sư bên cạnh. Chỉ có thành thần mới có thể thu được đến vĩnh hằng sinh mệnh. Tô Dật nói xong, cả người tại chính mình trong đình viện biến mất.
mà Chu Trúc Thanh nhìn xem biến mất tại trước mặt, cái này để nàng tâm tâm niệm niệm người, ánh mắt đầu tiên là biến đến ảm đạm xuống. Theo sau, nhìn xem trong ao phân ly con cá, Chu Trúc Thanh khóe miệng hơi hơi dương lên. Đúng a, lão sư không phải cũng nói sao, hắn đi giúp ta tìm truyền thừa thần vị đi, chỉ cần thành thần, liền có thể có vĩnh hằng sinh mệnh, liền có thể một mực cùng ở lão sư bên cạnh. Khi đó, đều có vĩnh hằng sinh mệnh, cơ hội chẳng phải đều cũng có là sao? Nghĩ tới đây, nhìn xem con cá Chu Trúc Thanh, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Cuối cùng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mây trắng, tâm tình đặc biệt mỹ lệ. Hết thảy, còn nhiều thời gian ư? Tại Tô Dật theo tiểu viện tử của mình bên trong sau khi rời đi, vừa mới đi tới cửa võ hồn thành. Muốn đi đâu a? Tô Dật nhìn xem xuất hiện tại cửa võ hồn thành, dựa ở trên tường thành, cười tủm tỉm nhìn xem hắn Hồ Liệt Na, cả người hơi sững sờ. Cái này, Na Na, ngươi thế nào tại cái này? Tô Dật nhìn thấy Hồ Liệt Na, trên mặt lộ ra một cái lúng túng mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Hồ Liệt Na nghe được lời này của Tô Dật, cười híp mắt nhìn xem hắn nói, ngươi cùng cái kia mèo con nói, ta đều nghe được. Tại ngươi sau khi rời đi, ta liền xuất hiện ở chỗ này chờ ngươi. Cái này, Tô Dật nhìn xem chậm chậm hướng đi hắn Hồ Liệt Na, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không biết rõ đáp lại như thế nào tốt. Hồ Liệt Na đi tới trước mặt Tô Dật, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Dật, một cái thò tay ôm Tô Dật cái cổ. Cặp kia dụ dỗ hai mắt nhìn xem trong mắt Tô Dật, tràn đầy mê ly, kề sát ở Tô Dật bên tai nhẹ nhàng thổ tức lấy, mới một ngày muốn đi, sư phụ cùng Nguyệt Hoa tỷ tỷ đều có mang thai, ta đây. Na Na, Tô Dật nghe được lời này của Hồ Liệt Na, nhìn xem trong hai mắt của Hồ Liệt Na, tràn đầy dầu dỉ. Ngươi một người này sức chiến đấu, thật muốn tìm người mạng già. Ta cũng muốn bảo bảo, trở về cho ta tạo tiểu hài đi. Hồ Liệt Na đối Tô Dật bên tai nói xong, trực tiếp mang theo Tô Dật tại lấy cửa võ hồn thành biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Hồ Liệt Na trong phòng của mình. Na Na, ngươi nghe ta nói, chờ ta mang thai bảo bảo sau đó, ngươi tại làm chuyện khác a. Hồ Liệt Na đè ở trên mình Tô Dật nói xong, người liền xuống đi. Tê tương đương, muội muội, Tà Nguyệt cao hứng bừng bừng hướng Hồ Liệt Na nơi ở đi đến. Về phần Tà Nguyệt vì cái gì cao hứng như vậy, nguyên nhân cụ thể chính là, hắn lập tức đi ngay thu hoạch thứ 9 hồn hoàn. Chỉ cần thu được thứ 9 hồn hoàn, đến lúc đó, hắn cũng liền trở thành phong hào đấu la. Cuối cùng muốn chính là, làm Hồ Liệt Na thành thần đi ra thần khảo bí cảnh sau đó. Nhìn xem lập tức liền tu luyện tới cấp 90 ca ca, đối Tà Nguyệt nói ca, chờ ngươi tu luyện tới cấp 90, Na Na dẫn ngươi đi thu hoạch một mai 10 vạn năm hồn hoàn. Từ lúc Tà Nguyệt biết được cái tin tức này sau đó, hưng phấn thâu đêm khó ngủ, không biết ngày đêm tu luyện. 10 vạn năm, đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn a. Nếu là hắn cũng có thể thu được 10 vạn năm hồn hoàn, trở thành phong hào đấu la, cũng tuyệt đối là phong hào đấu la bên trong cường giả. Hôm nay, tại hắn không biết ngày đêm cố gắng phía dưới, cuối cùng tu luyện tới cấp 90. Nguyên cớ, tiến về Hồ Liệt Na trên đường, vừa nghĩ tới chính mình sắp liền có thể có 10 vạn năm hồn hoàn làm chính mình thứ 9 hồn hoàn, Tà Nguyệt cả người đều nhanh lâng lâng. Ân, Tà Nguyệt đi tới Hồ Liệt Na nơi ở bên ngoài, nghe lấy bên trong truyền đến cái kia vang vang lên xuống kỳ dị âm luật, khóe miệng không ngừng co quắp. Cái này mẹ nó, cũng thật là có nam nhân, quên thân đại ca.